vào thời Đức Phật giáo hóa chúng sinh ở thành Phong Đức. Bấy giờ, cách thành 500 dặm có một ngọn núi, nơi đây có một thôn làng với khoảng 50 đến 60 hộ gia đình đang sinh sống. Trong thôn có một gia đình nghèo, người vợ mang thai 10 tháng và sinh đôi được hai đứa con trai rất tuấn tú khôi ngô. Cha mẹ hết mực thương yêu và liền đặt tên cho chúng. Một đứa tên là Sông Đức, còn đứa kia tên là Sông Phước. Khoảng 50 đến 60 ngày sau, có một hôm, người cha của chúng lùa trâu trở về và nằm nghỉ trên giường, còn người mẹ của chúng thì ra đồng nhặt củi chưa về. Khi ấy, hai đứa bé này liếc trái nhìn phải mà không thấy cha mẹ nên chúng liền than trách với nhau. Một đứa bé nói rằng, ở đời trước khi sắp đắc đạo, mình ngồi ngay thẳng và khởi niệm ngu si mà bảo rằng thọ mạng là thường còn, nên phải đọa sinh tử nhiều không thể tính kể số kiếp. Mãi cho đến nay mới được sinh làm con trong gia đình bần cùng, ở trong nhà tranh, mặc áo vải thô để che thân và dùng thức ăn nước uống đạm bạc mà nuôi sống. Cứ như thế thì đến bao giờ mới đắc đạo? Đây đều là do ở đời trước tham luyến phú quý và buông thả thân tâm, vui sướng chỉ một lát mà từ đó đến nay luôn mãi chịu khổ. Hôm nay u sầu khổ não và cũng chẳng biết nơi nào để cậy trông. Một đứa bé khác nói rằng, còn mình ở lúc trẻ ưa thích vui chơi mà chẳng tinh tấn tu hành nên khiến cho nhiều đời phải tao ngộ biết bao khổ nạn. Đây đều là do tự mình làm, chứ chẳng phải do cha mẹ làm. Bây giờ chúng ta cùng chung thọ báo, thử hỏi trách ai được đây? Khi nghe hai đứa con than thở như thế, người cha vô cùng kinh hãi và cho là quỷ đến gieo rắc tai ương. Ông nghĩ, làm sao hai đứa bé chỉ sinh mới vài chục ngày mà có thể nói ra những lời đó, e rằng về sau chúng sẽ giết hại thân tộc. Thừa lúc chúng còn nhỏ chưa lớn, mình hãy giết chúng đi. Và thế là người cha kinh hoàng chạy ra ngoài và đóng cửa lại, rồi ông ra đồng lấy củi và muốn thiêu chết chúng. Đúng lúc cô vợ trở về, khi thấy thế nên hỏi chồng rằng, anh định lấy củi này để làm gì? Người chồng trả lời, thật hết sức kinh quái, hai đứa con của chúng ta đã tâm sự với nhau. Đó chắc chắn là quỷ để đến phá hoại gia tộc, thừa lúc chúng còn nhỏ anh muốn thiêu chết chúng. Khi cô vợ nghe thấy, trong lòng ngạc nhiên và do dự chưa tin, hai vợ chồng quyết định đợi thêm vài ngày nữa để nghe lén chúng nói chuyện. Đến ngày hôm sau, hai vợ chồng giả vờ cùng ra ngoài rồi núp lại để nghe ngóng. Quả nhiên, hai đứa trẻ ở trong nhà cũng lại than trách lẫn nhau như trước đây. Khi được nghe chúng nói chuyện với nhau thêm lần nữa, hai vợ chồng hết sức kinh quái. Họ liền cùng nhau âm thầm chất củi và muốn thiêu sống chúng. Với thiên nhãn thông, Đức Phật nhìn thấy hai vợ chồng này muốn thiêu chết hai đứa con của mình. Với lòng thương xót và do biết phước đức của hai đứa bé ở đời trước đáng được hóa độ, Ngài đi đến thôn đó rồi phóng quang minh chiếu sáng khắp nơi. Bấy giờ, trời đất chấn động mạnh, sông núi và tất cả cây cối đều thành màu vàng. Khắp kẻ lớn, người nhỏ trong thôn đều kinh ngạc và cùng đến chỗ của Phật rồi đảnh lễ Phật, và không ai là chẳng hoan hỷ. Họ biết Đức Phật là bậc chí tôn, không một ai trong ba cõi có thể sánh bằng. Sau đó Đức Phật đến nhà của hai đứa bé song sinh. Khi thấy quang minh của Phật, hai đứa bé vui mừng khôn xiết. Cha mẹ của chúng cũng kinh ngạc, rồi mỗi người bồng một đứa bé đến trước chỗ của Phật. Họ hỏi Đức Thế Tôn rằng, thưa Thế Tôn, hai đứa bé này mới lọt lòng khoảng 50 đến 60 ngày mà đã nói chuyện với nhau. Đây quả là điều kỳ quái, chúng con sợ chúng sẽ gây tai họa cho gia tộc nên định dùng lửa thiêu chết. Đúng lúc Phật đến đây và còn chưa kịp thiêu, chúng con không biết hai đứa bé này là yêu tinh quỷ quái phương nào. Kính mong Thế Tôn hãy nói ra hai đứa bé này sẽ mang đến tai vạ gì. Khi thấy Phật, hai đứa bé vui mừng hớn hở. Khi Đức Phật nhìn thấy hai đứa bé, Ngài mỉm cười. Bây giờ từ trong miệng của Phật có ánh sáng năm màu phóng ra và chiếu sáng khắp đất trời. Phật bảo cha mẹ của hai đứa bé và toàn thể dân làng rằng,
hai đứa bé này không phải là yêu ma quỷ quái, mà là hai đứa con phước đức. Vào thời của Đức Phật Ẩm Quang, hai đứa bé này đã từng là đạo nhân. Họ là đôi bạn từ thuở nhỏ và đồng chí hướng xuất gia tu đạo. Ai nấy đều rất tinh tấn và sắp sửa đắc đạo. Nhưng bỗng nhiên họ dấy khởi vọng tưởng nên cả hai đều bị trở ngại. Họ khởi vọng tưởng yêu thích vinh hoa của thế gian, nghĩ tưởng nương nhờ phước đức để sinh lên trời, hoặc sinh xuống nhân gian làm vua chúa hay trưởng giả. Khi hốt nhiên khởi những ý này, họ liền thoái chuyển và không thể đắc tịch diệt. Trải qua liên tục nhiều kiếp, họ luôn bị sinh tử lôi dắt và thường sinh đôi với nhau. Cho đến mãi hôm nay, họ mới gặp Phật ở thế gian. Do nhờ công đức cúng dường Phật thổi quá khứ, nên đường phước lực mà được hóa độ. Khi diệt tội, phước liền sinh và họ tự biết việc của đời trước. Bởi vậy mà hôm nay, Thế Tôn đến đây là để hóa độ chúng. Nếu không đến hóa độ, ta e chúng sẽ bị lửa thiêu chết. Lúc bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: Trượng phu tâm vô cầu, nơi ở tuệ sáng soi, dù gặp vui hay khổ, thái độ chẳng tự cao, thánh hiền xa việc đời, chẳng mong tiền và con, giữ giới luôn tu đạo, không tham tà phú quý, người trí biết niệm động, như cây giữa bãi cát, bằng hữu chí chưa vững, theo ý nhiễm bụi trần. Khi Phật nói lời ấy xong, hai đứa trẻ nhìn Đức Phật, rồi thân thể của chúng liền tự nhiên phục lớn như đứa trẻ 8 tuổi. Họ liền trở thành cần sách nam và đắc đạo ứng chân. Khi dân làng thấy tướng hảo quang minh của Phật và lại thấy thân hình của hai đứa bé tự nhiên phục lớn, họ đều vui mừng khôn xiết và đắc quả nhập lưu. Còn sự hoài nghi của cha mẹ hai đứa bé thì được giải trừ và cũng được pháp nhãn thanh tịnh. Theo nhân quả nhà Phật, nếu chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta ra sao, thì con cái chúng ta sau này cũng làm y như thế ấy, có phần chua chát hơn nữa. Ân oán mà. Có câu danh ngôn, nếu ta bắn vào quá khứ một viên súng lục, thì tương lai sẽ trả lại ta một quả đại bác. Đôi giỏ ngu muội. Người Nhật có câu chuyện cổ. Thuở xưa có một gia đình nông dân quê mùa, nhà có cha mẹ già nua. Ông nghĩ cha mẹ già rồi, cực thân không làm gì được, lại tốn của cải. Một hôm, ông đan hai cái giỏ chắc chắn để cha mẹ vào và gánh lên núi sâu để bỏ. Anh chuẩn bị một ít lương thực cho cha mẹ sống tạm, trên vai lại gùi theo đứa con nhỏ. Đến nơi đặt cha mẹ xuống, anh không thấy lương thực mang theo đâu nữa. Anh hỏi cha mẹ có thấy không? Cha anh nói, cha đã bỏ trên đường đi rồi. Sao cha lại bỏ? Lấy gì mà ăn? Đường xa và lạ, cha sợ con bị lạc không biết đường về, nên bỏ rơi vải trên đường, con nương theo đó mà về nhà. Anh ta hết sức xúc động với tình của cha. Liền khi đó đứa con nhỏ bảo, cha nhớ mang hai cái giỏ về cho con. Con lấy hai cái giỏ làm gì? Để khi cha mẹ già, con mang bỏ lên non, khỏi phải đan cái khác. Nghe đến đây, chàng trai quỳ xuống xin mẹ cha tha thứ và điệu cha mẹ về nhà, sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. Biện minh. Thầy có một người bạn ở Quảng Ngãi. Anh này thuộc dạng có chí. Anh thi vào trường Đại học Y Dược thành phố rớt 13 lần. Lần thứ 14 mới đậu, nên bạn bè đặt cho anh cái biệt danh là Đại tá, bởi vì cấp bậc quân đội từ binh nhất đến đại tá qua 13 cấp bậc: binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá. Anh học 6 năm đại học, học thêm chuyên khoa cấp 1 2 năm nữa. Tổng cộng 21 năm chưa về thăm nhà. Anh ra trường làm 5 năm nữa là 26 năm. Cha mẹ anh ngày nhớ đêm mong, muốn anh về thăm quê một lần. Nhưng anh sĩ diện, bác sĩ mà bèo quá, sợ quê với xóm làng. Nên anh viết mấy câu thơ gửi về cho cha.
lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi. Tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi. Chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Thật là xót xa cho một người con, chỉ biết tới mình, không hiểu được tâm tư tình cảm của cha mẹ mình. Như thế chưa đủ. Một bà cụ ở miền Tây có đứa con gái là Việt Kiều Mỹ. 10 năm rồi cô chưa về thăm mẹ. Thời gian thì càng ngày làm lưng mẹ còng thêm. Mỗi tháng cô gửi 100 đô về cho mẹ và một lá thơ. Nội dung y như nhau, chỉ thay đổi ngày tháng cho phù hợp. Chắc phô tô một bản, lúc đầu bà mẹ còn đọc, sau bà không đọc vì đã thuộc nằm lòng. Khi bà qua đời, cô gái vội bay về khóc lóc, làm đám tang linh đình. Khi khui rương của mẹ, cô ngỡ ngàng, bao nhiêu lá thơ còn nguyên chưa mở. Dĩ nhiên là tiền bà cũng chưa xài. Bà viết một lá thơ cho cô, nội dung: mẹ già rồi, ăn uống có bao nhiêu, những thứ này mẹ không cần, mẹ chỉ cần gặp mặt con. Chúng ta luôn cho mình đúng. Khi những điều gì cha mẹ làm sái ý ta, ta lại dỗi hờn, có khi oán giận. Nhưng ta có bao giờ hiểu hết cha mẹ hay không? Hiếu. Một gia đình nọ ở miền Tây, hai vợ chồng già trên 70 tuổi, sống trong một chòi lá tồi tàn ở ven sông. Cuộc sống nghèo khổ, khó khăn làm da họ nhăn nheo, lưng còng hơn trước tuổi. Đâu có ai ngờ rằng họ có đến 10 người con, có trai, có gái, nhà ai cũng khá giả. Lấy làm lạ là tại sao họ không ở với bất cứ đứa con nào mà lại tự lực cánh sinh như vậy? Bội bạc. Qua tìm hiểu mới biết, vợ chồng trước đây cũng khá giả, do nuôi 10 đứa con ăn học, của cải cũng theo ngày tháng bay đi. Rồi hai vợ chồng cưới gả từng đứa một cho ra riêng và chia cho chút tài sản làm vốn liếng. Đến đứa con trai út thì hai vợ chồng giao hết tài sản để thảnh thơi tuổi già. Ngặt nổi con dâu út quá tính toán, hay nhằn nhủi với chồng, so đo, tại sao có đến 10 anh em mà ba má lại cứ ở nhà ta? Ai cũng hưởng của cải, gánh nặng thì chỉ có gia đình mình. Một hôm hai vợ chồng bàn mưu tính kế, chúng bảo: ba má già rồi, cực khổ bao nhiêu năm trời nay, bây giờ nên nghỉ ngơi, đi đến các nhà anh chị con, ở một nơi 10 ngày cho anh chị con vui. Và tất cả đều đồng ý phương án này rất hay. Khi đến nhà người con trai đầu, ở chưa đến 10 ngày thì ông bà nghe con dâu nhắc chồng: ba má ở nhà ta hết 9 ngày rồi đó anh. Chồng tuy thương cha mẹ nhưng cũng phải tính theo hợp đồng, nên nói với ông bà: nhà con đơn chiếc không ai chăm sóc ba má, vậy ba má qua nhà cô ba, có mấy đứa cháu lo cho ba má chu đáo hơn. Hôm sau ông bà quẩy hành lý qua nhà con gái thứ ba. Ở đôi ba hôm, vào đêm nọ, thằng rể đi nhậu về mắng vợ: tao chỉ cung phụng cha mẹ của tao thôi, còn ai khác thì đừng hòng. Sợ gia đình con mình xào xáo, nên hôm sau ông bà qua người con trai thứ tư. Và cảnh đó cứ diễn đi diễn lại, làm cho ông bà hết sức bất an. Con trai thì sợ con dâu, con gái thì sợ chồng mình nói này nói nọ, đâm ra lục đục trong nhà. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định ra ở riêng, diện cớ là ở cho thanh tịnh. Không biết hai vợ chồng già lúc bệnh hoạn, ốm đau thì xoay sở ra sao? Con đông mà lại... Gia đình nọ 5-7 đứa con, ai nấy đều thành đạt, có người làm giám đốc này công ty nọ. Khi bà mẹ già bệnh vào bệnh viện, biết là bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, anh em họp lại mang bà về nhà. Chúng nói, ung thư giai đoạn cuối, cả thế giới bó tay,
trị làm gì, đầu tư không hiệu quả, chỉ kéo dài sự đau đớn thôi. Ngụy Tạo. Khi mang bà mẹ về nhà, không có viên thuốc nào, có người thấy lạ hỏi, chúng nói cho uống thuốc kéo dài thêm sự đau khổ mà thôi. Thấy bà đau đớn quá, chú ở cạnh nhà chịu không nổi, lén các con bà mua thuốc giảm đau cho bà uống. Đến lúc bà chết, chúng họp gia đình cấp tốc bàn về lo hậu sự. Anh hai làm giám đốc chỉ thị cho các em không ai được dính dáng vào. Anh hai thay cha mẹ nên lãnh lò đám, tức thầu đám lời ăn lỗ chịu. Ông làm giám đốc quan hệ rộng, ý nghĩa càng hay. Đám ma của bà thật linh đình, đâm huyết hơn 10 con heo đãi khách. Ở nông thôn mà có cả kèn tây, đoàn gánh hát, múa lân, cả xóm cả làng kéo nhau đi xem như trảy hội. Họ nói đám ma bà Bảy vui quá. Chúng xây lăng mộ to đùng như biệt thự, ai ai cũng trầm trồ khen là con bà Bảy có hiếu quá tai. Khi bà nằm trên giường bệnh, không thấy ma nào đến, nhưng lúc di quan, tất cả các cô con gái xuất hiện, gương mặt thảm não, người bứt đầu, bứt tóc, kêu la, kể lể thảm thiết. Có người biết chuyện, buông những câu thở dài ngao ngán, che mắt thế gian. Bất nhân. Ở Long An, một bà lão có đứa con trai yêu quý. Sau khi cưới vợ cho nó xong, bà đưa hết vốn liếng, tiền bạc, đất đai cho hai vợ chồng quán xuyến. Bà cũng đến lúc ngơi nghỉ sau mấy chục năm lặn lội thân cò. Ngặt nổi, thằng con trai mê số đề, cô vợ thì mê bài tứ sắc. Lần lần của cải bay đâu hết, đất đai cũng cầm cố luôn. Nợ nần tứ văn, nghe lũ bạn xấu nói, mấy bà già hay thủ của cải, mày không biết chứ, má tao hôm trước cũng nói hết tiền, vậy mà khi bà chết mới lòi ra mấy cây vàng, tao chắc chắn má mày còn giấu vàng. Nghe vậy, sau khi nhậu xỉn, lấy can đảm, anh ta về nhà đòi mẹ đưa tiền, đưa vàng. Bà nói, có bao nhiêu mẹ đã giao con hết, còn đâu nữa. Nó không tin, xô đẩy, bảo bà một hai phải đưa. Chẳng may bà bị té ngã người ra sao, chấn thương sọ não chết. Anh ta đi ở tù, để lại cô vợ và hai đứa con nhỏ xíu, không tiền, không tài sản. Đua đòi. Cô bé con nhà chẳng khá giả gì, học lớp 12, thấy bạn bè có xe mới, nào Attila, Way, còn mình thì chạy chiếc xe cúp 50 cũ mềm. Mẹ làm công nhân may, cha chạy xe ôm. Về đòi cha mẹ mua xe mới, cha hứa vào đại học thì cha sẽ mua. Vậy mà nó dùng dằn đòi nghỉ học cho con của ông dốt luôn. Nếu không mua xe cho tôi sẽ cho con ông chết luôn. Bà nó nói, cha không đủ tiền để vô chân hụi vài tháng đã. Nó không cần biết điều đó, nó chỉ biết đến xe mới cho bằng bạn bè mà thôi. Bà không đáp ứng, nó liền tự giận chết. Để lại bao đau thương cho cha mẹ, áy náy suốt đời vì lo không đầy đủ cho con. Con đâu biết, cha đã quá chất giả, thức khuya dậy sớm, kiếm từng đồng từng cắc. Có bao giờ ba mặc bộ quần áo đẹp chưa? Có bao giờ ba có đôi dép mới không? Con có biết, khi con ngon giấc say nồng, thì cha đang gác tay lên trán, lo xem ngày mai phải chở hàng cho những ai, được bao nhiêu tiền. Ân hận muộn màng. Bình Sa Dương. Lòng cha mẹ là như vậy đó. Có khi những đứa con hiểu ra thì cha mẹ không còn nữa. Có tiếc thương, có nuối tiếc cũng đã muộn màng, vì cha mẹ chỉ có một mà thôi. Một câu chuyện cảm thương vào thời Đức Phật. Con của vua Tần Bà Sa La, tức Bình Sa Dương, là Thái tử A Xà Thế. Sau khi Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Phật cho lãnh đạo giáo đoàn không thành công, ông quay qua dụ Thái tử A Xà Thế cướp ngôi vua cha, để lợi dụng vào đó ông xây dựng quyền lực. Thái tử A Xà Thế nghe theo và cướp ngôi vua cha của mình. Kế hoạch bị bại lộ, tất cả đều bị bắt. Vua Tần Bà Sa La nói, con thích ngôi vua, sao không nói với cha?
cha sẵn sàng nhường ngôi lại cho con. Sao con khờ vậy? Cái gì thuộc về cha đều cho con hết mà. Nếu con thích ngai vàng như thế, thì cha sẽ nhường lại cho con. Nói vậy xong, ông chọn ngày nhường ngôi cho con và lễ đăng cơ đã diễn ra trong lời chúc tốt đẹp của quần thần. Đề Bà Đạt Đa nói với A Xà Thế, như vậy cũng chưa chắc đâu, ông ta còn sống, có ngày ông ta lấy ngôi vua lại. Vua A Xà Thế tin theo và bắt cha mình giam vào ngục, không cho ăn uống, để ông chết lần chết mòn. Thấy cha lâu quá không chết, vua sai thợ cạo vào cắt gân cha để ông mau chết. Vua Tần Bà Sa La hết sức đau đớn, chỉ biết hướng về Đức Phật. Một hôm, vợ của vua A Xà Thế chuyển dạ, sanh được một hoàng tử. Vua hết sức vui mừng, khắp khởi. Một người cha có đứa con đầu lòng vui như đứa trẻ thơ, chạy đến cho mẹ hay tin cháu nội bà mới chào đời, khôi ngô tuấn tú. Vua nói, mẹ ơi mẹ, khi sanh con ra, cha của con lúc ấy như thế nào hả mẹ? Cha con có thương con như con thương con của con không mẹ? Con có biết không, khi con có mấy ngày tuổi, trên tay con có nổi một cái mục nhỏ xíu. Con đau đớn la khóc, cha phải thức cả đêm dỗ con. Sợ con đau, cha lấy miệng ngậm vào tay nổi mục đó. Và chẳng may, cái mục đó bể ra, nào nước vàng, nào máu mủ. Cha ghì chặt tay con vào và nuốt hết mủ máu vào bụng, sợ nhả ra con bị đau. Nghe đến đây, vua A Xà Thế tỉnh ngộ. Nhà vua sai quân lính thả vua Tần Bà Sa La ra, nhưng không kịp nữa rồi, ông đã chết trong tử ngục. Vua A Xà Thế có hối hận thì cũng đã muộn màng. Hoa thơm cỏ lạ. Bà Sophia lần dò từng bước như một người mù. Từ ngày chồng bà qua đời, đứa con trai là niềm vui duy nhất của bà. Sophie vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin. Anh đang xin việc. Điều anh bận tâm là mẹ. Anh không thể để bà ở nhà một mình không ai chăm nom. Cặp kính cận đen. Anh rất thương mẹ. Khi cha anh mất, bà chưa đầy 30. Bà tần tảo nuôi anh ăn học, hy sinh cả quãng đời son trẻ. Biết bao người ngỏ lời, nhưng bà nhất quyết chối từ. Bà viện lý do lớn tuổi rồi. Nhưng Sophie hiểu mẹ mình hơn ai hết, vì anh mà mẹ không tái giá. Bà sợ cảnh cha ghẻ mẹ gì, làm ảnh hưởng đến sự học tập và tương lai của con. Đôi mắt bà mỗi ngày một mờ đi. Bác sĩ nói bà bị viêm giác mạc, lấy thuốc uống bớt rồi ngưng. Bà tiếp tục tảo tần, mua thúng bán bưng, chạy dạy tiền nuôi con. Nào tiền học phí ở trường, học thêm Anh văn, vi tính, nào tiền tập vở, áo quần, điện nước, cũng đủ cho bà mệt lả. Cực nhưng bà vui vì con bà ngoan, học giỏi, không hút thuốc hay rượu chè như bao thanh niên khác. Ngoài giờ học, anh về nhà giúp mẹ mọi việc, có khi bắt nồi cơm, có khi quét nhà, giặt giũ, sửa sang trong ngoài để mẹ đỡ cực hơn. Anh nghĩ cả đời mẹ vì mình, nếu mình không học tập tốt thì không xứng đáng. Anh thường tranh thủ đến chùa, khi thì bó hoa tươi, khi thì bọc trái cây dâng lên cúng Phật, cầu nguyện cho mẹ mạnh khỏe, sống đời bên anh để anh có thời gian báo đáp công ơn cù lao của mẹ. Đôi mắt bà Sophia càng ngày càng mờ. Khi anh học đại học năm thứ hai, thì bà hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Bác sĩ bảo, giác mạc của bà đã bị tổn thương nặng, không thể phục hồi. Chỉ có cách duy nhất là thay võng mạc. Giá thị trường hiện nay là 4.800 đô. Anh chỉ còn biết đưa mẹ về nhà. Anh hứa với lòng khi nào anh làm có tiền, điều đầu tiên là đi thay giác mạc mắt cho mẹ. Bà Sophia không thấy đường nên không thể mua bán được nữa.
bà chỉ làm những việc giặt giảnh và tựa cửa đợi con đi học về. Có lúc bà tự bắt cơm, có lần suýt cháy nhà. Sophie vừa đi học vừa làm thêm, dạy kèm. Anh làm đủ nghề miễn sao kiếm ra tiền. Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp đại học với bảng bằng loại khá. Thời gian này anh dành dụm được ít tiền vì không phải đóng tiền học và sách vở nữa. Nếu anh đi làm, dĩ nhiên phải đi công tác. Những lúc ấy ai chăm sóc mẹ? Nên anh quyết định giá nào cũng phải thay giác mạc mắt cho mẹ. Thứ nhất, để mẹ nhìn thấy. Thứ hai, anh đi làm cũng an tâm. Mẹ anh chỉ hơn 50 tuổi, chẳng lẽ sống trong cảnh mù lòa cả đời. Anh liên hệ với bệnh viện, họ hẹn ngày thay giác mạc cho mẹ. Bà Sophia bảo, con à, tiền đâu con có để thay giác mạc cho mẹ chứ? Anh nhìn bà với tất cả tấm lòng xót xa của một người con hiếu thảo. Bạn bè cho con mượn đỡ, khi con đi làm sẽ trả góp cho chúng sau. Mỗi tháng trích ra một ít, mẹ an tâm đi. Con bây giờ là kỹ sư rồi, mai mốt có việc làm, không mấy chốc trả hết thôi mẹ à. Bà Sophia miễn cưỡng đi phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công. Bà ao ước được nhìn mặt con. Cả 3-4 năm nay bà không nhìn thấy con, chỉ nghe giọng nó nói. Trước đó mắt bà mờ cũng không nhìn con được rõ. Các cô y tá tận tình chăm sóc cho bà. Trên mắt bà bịt kính mảnh băng trắng. Ngày thứ 3 Sophie mới vào. Bà hỏi, mấy ngày nay con đi đâu, không đến chăm sóc mẹ? Anh ngập ngừng. Dạ, mẹ mới mổ phải ở phòng cách ly, chỉ có y tá và bác sĩ chăm sóc thôi mẹ, con chỉ được ở bên ngoài thôi. Bà dịu dàng nắm lấy tay Sophie. Mẹ cảm ơn con đã làm phẫu thuật cho mẹ. Mẹ mong ngày nhìn thấy mặt con, thấy bầu trời cao rộng. Mẹ ước ao nhìn thấy con thành đạt, cưới được cô vợ ngoan hiền. Mẹ mong có đứa cháu nội bồng ẩm cho đỡ quạnh hiu. Anh cầm tay mẹ. Mẹ cứ an tâm, con sẽ lấy vợ và sanh con cho mẹ nuôi. Sợ đến lúc đó mẹ nuôi không nổi mà thôi. Bà mẹ mỉm cười trong hạnh phúc. Bà nghĩ thầm, rồi sẽ có ngày ấy. Một tuần rồi hai tuần, sắp đến giờ tháo băng trên mắt của bà Sophia. Bà hồi hộp chờ đợi, mong đến lúc được nhìn thấy cuộc đời trở lại. Bác sĩ tháo băng, lau những vết bẩn quanh mắt bà. Nào, bây giờ bà hãy mở mắt từ từ, khẽ thôi, nào. Bà Sophia vừa mở mắt, một luồng ánh sáng chói chang đập thẳng vào mắt. Bà nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Bà chớp chớp mắt, rồi từ từ mở ra. Bà hết sức vui mừng, bà đã nhìn thấy rõ ràng, không bị mờ như trước đây. Bà rất hạnh phúc. Bà nhìn Sophie, anh mang cặp mắt kính màu đen. Bà trách yêu con. Trong nhà con mang kính mát làm gì? Sophie lúng túng. Dạ, kính cận đó mẹ. Bà Sophia mỉm cười. Kính cận gì mà màu đen? Mẹ không biết đó thôi, bây giờ công nghệ mới, họ chế kính cận màu đen để khi ra đường không cần mang kính mát. Sophie đến dìu mẹ xuống giường và làm thủ tục xuất viện. Mẹ à, 3 ngày nữa con sẽ đi làm, công ty đã có giấy gọi. Bà mẹ vui mừng, cuối cùng bà đã thực hiện được ước mơ là nuôi con ăn học thành tài. Niềm vui nữa là mắt bà đã sáng lại, có thể tự chăm sóc cho mình. Đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Sáng sớm, Sophie chuẩn bị áo quần tươm tất cho ngày đi làm đầu tiên. Bà Sophia lấy tay chỉnh lại cổ áo và chiếc cà vạt cho anh. Anh khom xuống cột lại dây dài, bất chợt cặp kính cận rơi xuống đất. Bà Sophia vội nhặt đưa lên định đeo lại cho anh. Bà bàng hoàng khi nhìn thấy mắt bên trái của anh một màu trắng toát. Bà hiểu tất cả, ôm anh vào lòng khóc nức nở, nói trong giọng nghẹn ngào. Sao con dại thế? Tiếng chuông chùa nào bay trong gió thoảng, nước mùa thu trong vắt in trời, mùa lễ Vu Lan đã về. Sophie ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Anh rất hạnh phúc, và hạnh phúc lớn lao nhất là mùa Vu Lan này anh được cài lên ngực một bông hồng. Dĩ nhiên không phải màu trắng, bởi anh rất sợ màu trắng vì nó giống màu trong mắt trái của anh.
Một buổi sáng nọ, thầy được quý thầy lớn bảo lên tháp cốt cúng an vị cho một hương linh gửi cốt vào chùa. Lên đến nơi, thầy thấy một bà cụ ngoài 70, gầy gò, gương mặt khắc khổ, bao nhiêu vết chân chim đã hằn lên cuộc đời của bà. Lẻo đẻo theo sau là hai đứa nhỏ xíu, có lẽ là anh em. Mồ côi. Đứa bé gái khoảng 3 tuổi, thằng anh trai khoảng 5 tuổi. Cả hai đứa đều mặc đồ khăn tang trắng, rộng thùng thình, nhưng trông sạch sẽ, dễ thương. Được biết hai đứa bé là con của một người đàn bà chưa quá 30 tuổi, hình được dán trên hũ đựng cốt. Bé gái quỳ phía trước, anh trai quỳ phía sau. Đôi mắt nó láo liên, hình như tất cả đều lạ lẫm với nó. Thầy dặn, cứ mỗi tiếng chuông là lại một cái nghe các con. Chúng quay qua gật đầu. Thầy tụng kinh dứt câu đánh cái beng, thì đứa nhỏ lạy xuống, chổng mông lên, đầu chúi xuống đất, nhìn anh nó phía sau, kêu ý ới. Thầy nhắc nhở đôi ba lần, nó mới chịu ngồi yên. Lâu lâu, bé gái quay qua bên bà cụ. Ngoại ơi, mẹ con đâu rồi hả ngoại? Bà cụ trả lời cho qua chuyện. Ở trong hũ chứ ở đâu? Mẹ ở trong hũ làm gì ngoại? Thì ngủ chứ làm gì nữa. Cái hũ nhỏ xíu sao mẹ con vào được ngoại? Bà lão cũng bất ngờ trước câu hỏi của đứa cháu dại khờ. Bà phớt lờ đi, ra hiệu là coi chừng bị thầy la, trật tự nào. Khi tụng kinh xong, thầy đi lui trái cây trên bàn thờ Phật để trang hoàng lại. Thầy thấy hai đứa bé cứ nhìn chằm chằm vào rổ trái cây thầy vừa hạ xuống. Định chúng nó do thiếu thốn nên thèm, tội nghiệp. Rồi thầy sợ chúng nó thấy thầy sơ hở, ăn cắp trái cây, vô tình mà gây tội với chùa chiền. Nên thầy lựa hai trái lê bị úng một lỗ, đưa cho mỗi đứa một trái, và không quên dặn chúng rửa sạch trước khi ăn. Rồi thầy tiếp tục công việc, hai đứa bé ra về lúc nào thầy cũng không hay biết. Đến khi thầy dọn dẹp trước bàn thờ vong, thấy lạ, chỗ hũ cốt nào cũng có một dĩa trái cây và bình hoa. Riêng có một hũ cốt chỉ đặt trên cái bọc xốp hai trái lê. Thầy đến lật lên, thấy mỗi trái úng một lỗ. Thầy nhìn kỹ lại, thấy sững sờ. Hũ cốt ấy là hũ cốt của mẹ hai đứa bé. Chắc không có tiền hay vội quá mà ngoại nó chẳng mua thứ gì vào cúng mẹ nó. Chỉ có một mâm cơm chay cúng vong của chùa, dĩa rau nhạt với vài miếng tàu hũ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã nhường hai trái lê thầy cho để cúng mẹ nó. Thầy cảm thấy hối hận vô cùng khi nghĩ sai về hai đứa bé, và đã cho nó hai trái lê héo và bị úng một lỗ, và nó đã khéo léo đặt lỗ thủng xuống phía dưới để người ta không nhìn thấy. Hồi nhỏ bằng hai cháu ấy, thầy chỉ biết lo cho bản thân và khóc nhè với mẹ thôi. Lớn lên cũng vậy, chưa bao giờ có đồ ăn ngon lại nhớ đến cha mẹ của mình. Thật xấu hổ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã dạy cho thầy bài học lớn. Hôm sau, thầy mang hai bịch kẹo sữa, định bụng là khi hai bé vào cúng mẹ, thầy sẽ bù đắp lại. Nhưng đợi mãi không thấy hai bé vào. Một hôm bà cụ vào cúng con gái, thầy mới hỏi hai cháu đâu. Bà cụ có vẻ ngượng ngùng hồi lâu, rồi nói trong hai hàng nước mắt. Tội nghiệp, mấy năm trước cha nó bị tai nạn giao thông, rồi vừa qua mẹ nó bị ung thư mà chết, để lại hai đứa còn quá nhỏ. Tôi già, một thân một mình bán vé số kiếm cơm qua ngày, làm sao nuôi nổi hai cháu. Bà ngừng lại và khóc. Mẹ nó gửi tôi nuôi, nhưng tội lắm thầy ơi. Tôi đành đưa hai cháu vào trại mồ côi rồi. Khổ thân hai cháu, không cha mẹ, không ai lo. Không biết tụi nó sống ra sao trong những ngày sắp tới. Bị đòn. Ngày xưa ở bên Trung Quốc, có gia đình nọ, có người con trai. Anh này rất nghịch ngợm. Từ thuở nhỏ đã bị mẹ đánh thường xuyên thành thói quen. Đánh riết rồi anh ta lì đòn. Mỗi khi mẹ đánh, không bao giờ anh khóc cả. Những ngày nào anh không bị mẹ đánh là anh lo lắng không biết mẹ có bị làm sao không mà không đánh đòn mình. Thời gian trôi nhanh, mẹ anh càng ngày càng già.
anh quyết ở dậy không lập gia đình để thủ hiếu với mẹ. Một hôm, mẹ anh không bằng lòng với anh điều gì đó, bà bắt anh cúi xuống đánh một hơi. Mẹ đánh xong, anh ngồi dậy khóc nức nở. Lấy làm lạ, bà mẹ hỏi: "Con bị oan ức hay đau lắm sao mà khóc? Bấy lâu nay có bao giờ mẹ đánh con khóc đâu?" "Thưa mẹ, mẹ đánh con càng đau, con lại càng mừng, càng vui ạ." Anh trả lời. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi tiếp: "Vậy sao hôm nay con khóc?" "Thưa mẹ, vì hôm nay mẹ đánh con quá nhẹ, không đau chút nào. Do đó con biết mẹ đã già rồi, không đủ sức đánh con nữa, nên con buồn, con khóc." Từ đó về sau, bà mẹ không còn đánh. Đạo hiếu. Dẫu ta đi trọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ, mẹ già khuất bóng ngàn thu, nhân trung hiếu đạo, nguyện tu đáp đền. Không phải người con có hiếu là cho tiền bạc cha mẹ xài thoải mái, cung cấp đầy đủ hàng tháng, bỏ cha mẹ cô quạnh tuổi già. Không phải cha mẹ mất đi, ta làm đám tang to lớn, làm thịt nhiều con vật để cha mẹ thắt thêm oan nghiệt. Không phải xây nhà mồ cho to lớn để tiếng tăm lại đời, mà chính trong hiện tại đời sống này phải biết đỡ đần, tôn kính, thương yêu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu ốm đau, can ngăn cha mẹ làm những điều ác. Tạo điều kiện cho cha mẹ biết đến Phật Pháp và bố thí cúng dường tạo phước. Khi cha mẹ mất, biết làm những hạnh lành để hồi hướng phước báo cho cha mẹ. Đặc biệt, biết tu hành, hướng tâm vào dòng thánh để có cơ hội cứu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang bị trầm luân. Nhân quả thiện ác. Việc làm thiện là làm lợi ích cho người khác, cho họ được an vui. Ngược lại, làm đau khổ cho kẻ khác, khiến cho kẻ khác phiền não là việc ác. Theo nhân quả, chúng ta làm ác sẽ thọ quả báo đau khổ, hành thiện sẽ thọ quả báo an vui. Đối với những người con như chúng ta, khi biết được công lao trời biển của cha mẹ như vậy mà vẫn tiếp tục làm đau khổ cho cha mẹ, tiếp tục con đường ác, đó là tội bất hiếu. Hậu quả sẽ thọ quả báo đau khổ, thất bại, và con cháu sau này sẽ xử tệ bạc với ta hơn cả việc ta đã đối xử tệ bạc với cha mẹ mình. Cha mẹ đã hết mực thương yêu, lo lắng, hy sinh cho ta cả đời mà không cần sự báo đáp hay đòi hỏi chúng ta phải trả công. Giống như Phật và Bồ Tát luôn thương yêu, lo lắng, chăm nom cho chúng sanh vậy. Trong Kinh Trung Bộ nói rằng, ba đời của chư Phật sinh ra không ngoài hai mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên đối với con mình thì cha mẹ mang tấm lòng của Phật và Bồ Tát. Vì lý do đó, Đức Phật mới nói cha mẹ là Phật tại gia, là cửa chùa cho con bước vào dòng thánh. Ai biết thương yêu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già với lòng tôn kính, thì người ấy sẽ tích được phước báo to lớn. Nếu chúng ta tôn kính, cúng dường chư Phật và trái lại không tôn kính hiếu thảo cha mẹ thì cũng không thể kính Phật trọn vẹn được. 4. Hạng người. Căn cơ thiển bạc. Là hạng người chỉ biết đến quyền lợi ích kỷ riêng tư của mình, mặc cho người khác đau khổ, miễn sao có lợi cho ta thì thôi. Hạng người này không biết thiện ác nhân quả, thường hay đổ lỗi và vu oan cho kẻ khác. Hạ căn hạ trí. Là người thấy cái lợi trước mắt mà không thấy lợi lâu dài, có làm lợi cho người khác nhưng rất ít, có biết đến nhân quả thiện ác nhưng vẫn chiều theo bản năng làm điều sái quấy, đôi khi đổ lỗi cho người rồi sau đó biết sợ mà ăn năn, nhưng lại phạm sai lầm khi có quyền lợi trước mắt. Trung căn trung trí. Là người biết lo xa một chút, sống hôm nay nghĩ đến họa phúc của ngày mai. Người này rất hiểu nhân quả thiện ác, không dám làm sai quấy, thường hay sám hối ăn năn lỗi lầm, phát tâm giúp đỡ người khác
biết thương yêu và chia sẻ với thế giới xung quanh. Người này hay gánh vác và nhận trách nhiệm về cho mình, biết chịu đựng hy sinh cho người khác. Thượng căn thượng trí. Người này có cái nhìn xa trông rộng, quan sát mọi góc độ. Chẳng những biết sống tốt hôm nay mà có cả cái nhìn thấu suốt những kiếp về sau, nên người này biết phân định nặng nhẹ một cách bền vững và lâu dài. Có tâm rộng lớn thương yêu chúng sanh với lòng từ bi rộng lượng, luôn tha thứ khoan dung cho người khác, tâm không cố chấp hẹp hòi, không đổ lỗi cho ai cả. Thấy cái nào có lợi ích chung về lâu dài bền vững thì làm. Ba cách báo hiếu. Loại căn cơ thiển bạc không thể có hiếu với cha mẹ. Nếu nghiệp ác và oan trái nhiều sẽ sanh tâm bất hiếu, làm cho cha mẹ khổ đau. Người căn cơ thiển bạc có chút duyên lành với Phật Pháp hay gặp bậc minh sư, hướng tâm quy y Tam Bảo, sám hối tội xưa sẽ trở thành người hạ căn hạ trí. Chúng ta biết tấm lòng, công lao và nỗi nhọc nhằn của cha mẹ như thế. Nếu là người có trí thì sẽ báo hiếu cha mẹ trong tình thương yêu và tôn kính. Hiếu kính. Người này cảm nhớ công ơn cha mẹ đã nặng nhọc 9 tháng cưu mang, 3 năm ẵm bồng, nên phát tâm đỡ đần lại cha mẹ, lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ, thuốc thang lúc đau ốm tuổi già, nhất nhất nghe lời cha mẹ dạy bảo, không dám trái ý, tôn kính và phụng thờ cha mẹ như Phật, Bồ Tát. Hiếu thuận. Là người có lòng hiếu kính, biết quy y Tam Bảo, bỏ ác làm lành, hồi hướng công đức, phước đức cho cha mẹ. Biết can ngăn cha mẹ những việc làm sai chánh pháp, đặc biệt hướng cha mẹ quy y Tam Bảo trở về đời sống đạo đức. Đại hiếu. Là người con hiếu thuận, phát tâm vô thượng bồ đề, bản thân nỗ lực tu hành và phát tâm rộng độ chúng sanh. Người này có chí hướng xuất gia vượt ngoài tam giới, tự mình đắc đạo để trang nghiêm Phật Pháp và độ cho cha mẹ nhiều đời, phát tâm vô thượng bồ đề, hướng đến quả giải thoát giác ngộ. Đức Phật, gương đại hiếu. Đức Phật Thích Ca khi rời bỏ hoàng cung, để lại cha già ngày đêm mong nhớ thương con, và bà mẹ xem ngài như là con ruột, đó là bà mẹ kế Mahabhasa Ba Đề. Sau khi đắc quả chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Thích Ca trong một kỳ hạ, ngài đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp để độ mẹ của ngài là Hoàng hậu Maya. Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho các dương tôn trong hoàng tộc xuất gia và các hoàng thân quốc thích quy y Tam Bảo. Đặc biệt, Phật độ vua Tịnh Phạn trước lúc băng hà ngộ được chân lý Phật Đà. Phật khuyên vua cha nên niệm Phật, và đức vua đã nhập vào dòng thánh. Chính giai Đức Phật đã đỡ kim quang của vua cha đến nơi làm lễ trà tỳ. Ở thành Tỳ Xá Ly, Phật đã chấp nhận cho mẹ kế cũng là dì ruột cùng 500 thể nữ xuất gia, và bà đã đắc quả A-la-hán. Mục Kiền Liên. Vị đệ tử đệ nhất thần thông của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên. Sau khi đắc quả A-la-hán được lục thông, ngài liền nhớ đến mẹ mình. Ngài dùng thiên nhãn tìm mẹ khắp sáu nẻo luân hồi, gặp mẹ ngài bị đọa đày nơi địa ngục rất khổ sở. Ngài đã dùng thần lực cứu mẹ nhưng không được, nên ngài hóa ra cơm cho mẹ ăn đỡ đói. Nhưng vì nghiệp ác nặng nề, cơm vừa đến miệng lại hóa thành lửa không thể dùng. Thương mẹ, ngài về bạch với Đức Phật cách cứu mẹ để trả hiếu. Nhân đó, Đức Phật thuyết kinh Vu Lan Bồn dạy cách cứu khổ cho những người bị đọa lạc. Làm theo lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ sau 3 tháng chư tăng an cư kiết hạ. Ngài tổ chức cúng dường trai tăng, dâng y cho các vị tỳ kheo hồi hướng phước báo cho mẹ. Nhờ oai thần của Phật và mười phương chư hiền thánh tăng mà bà Thanh Đề đã tỏ ngộ. Ngay lúc ấy, bà thoát khỏi địa ngục và sanh lên cõi trời, kết duyên lành với Tam Bảo. Vì vậy, ngài được thế gian tôn là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Quan Âm Diệu Thiện.
Quan Âm Diệu Thiện là công chúa, nguyên ở nước Hùng Lâm thuộc Ấn Độ, là người con gái thứ ba của một vị vua. Trước khi sinh công chúa Diệu Thiện, thì nhà vua rất mong có hoàng tử, nên đã cầu xin rất nhiều, nhưng đứa con chào đời lại là một công nương. Điều này đã làm cho nhà vua sinh lòng oán hận. Khác hẳn hai người chị, nàng công chúa này lớn lên chỉ say mê kinh kệ và có lòng quy y Phật. Vì cự tuyệt việc lấy chồng nên cô bị giam hãm phía sau hoàng cung. Không thuyết phục được con mình hoàng tục, vua giả vờ cho phép con tu ở chùa Bạch Tước, rồi ngầm ra lệnh cho các sư sãi phải tìm cách thuyết phục cho công chúa hoàng tục, nếu không sẽ giết hết các sư sãi trong chùa. Nhưng mọi cách đều không lung lạc được ý chí quyết tâm của công chúa. Giận con, vua ra lệnh đốt chùa để giết cô công chúa, nhưng trời bỗng đổ mưa dập tắt lửa. Chưa hết giận, vua bèn hạ lệnh xử chém, thì trời bỗng giông tố, tạo ra sét đánh giằng búa của Đào phủ. Vua tức giận ra lệnh xử giảo công chúa, nhưng ngay lúc đó xuất hiện một con cọp trắng xông ra cổng công chúa mang đến chùa Hương. Diệu Thiện tu hành ở đó và cảm hóa được muôn thú. Trong khi đó, vua trong triều đột nhiên bị chứng bệnh hủi không chữa được. Dần dần hai bàn tay bị rơi rụng và mắt trở nên mù. Công chúa tu đã đắc đạo quả, một hôm trở về thăm phụ thân và đã hy sinh hai mắt cùng hai tay để cứu vua cha, đổ cả gia đình hướng về Phật đạo và nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn. Chương 72. Chống đối im lặng. Thấm thoát mà đã đến ngày Phật nói pháp thoại tại Trúc Lâm. Kỳ nào quần chúng đi cũng thật đông, có mặt tại buổi pháp thoại cũng có quốc vương Tần Bà Sa La và có cả hoàng thái tử A Xà Thế nữa. Đại đức A Nan Đà để ý thì thấy các vị khất sĩ các nơi về đông lắm, đông gấp hai kỳ trước. Đại đức Đề Bà Đạt Đa cũng có mặt ở hàng đầu các vị khất sĩ. Đại đức ngồi giữa hai vị Xá Lợi Phất và Ca Diếp. Cũng như lần trước, sau khi Phật thuyết pháp xong, Đại đức Đề Bà Đạt Đa đứng dậy, tiến lên, chắp tay lễ Phật và nói: Thế Tôn, người đã từng dạy các vị khất sĩ nên sống theo các nguyên tắc thiểu dục và tri túc, bỏ dần các ham muốn và sống thật đơn giản với những điều kiện vật chất tối thiểu. Con xin đề nghị một quy chế 5 điểm để thực hiện các nguyên tắc thiểu dục và tri túc đó. Điểm thứ nhất, các vị khất sĩ chỉ ở suốt đời trong rừng hoặc trong chốn vườn cây mà không được về ngủ ở ngoài thành phố hay trong thôn xóm. Điểm thứ hai, các vị khất sĩ chỉ đi khất thực suốt đời mà không được đáp lời mời của giới cư sĩ tới thọ trai ở nhà họ. Điểm thứ ba, các vị khất sĩ chỉ có quyền lượm vẽ rách và những mảnh vải dụng để mai lại thành y, chứ không được nhận y do giới cư sĩ cúng dường. Điểm thứ tư, các vị khất sĩ chỉ được ngủ dưới gốc cây mà không được ngủ trong phòng ốc. Điểm thứ năm, các vị khất sĩ chỉ được phép ăn chay, không được động tới thịt cá. Thế Tôn, nếu giáo đoàn khất sĩ theo đúng 5 điểm này thì chắc chắn các nguyên tắc thiểu dục và tri túc mới được thực hiện nghiêm chỉnh. Phật nói: Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận sự bắt buộc phải làm theo 5 điểm ấy. Vị khất sĩ nào muốn chỉ cư trú trong chốn Viên Lâm thì được phép chỉ cư trú trong chốn Viên Lâm. Nhưng những vị khác có thể ở tu viện, tịnh xá và tạm trú tại thành phố này hay thôn lạc khi cần thiết. Vị khất sĩ nào muốn chỉ khất thực mà không muốn đến nhà đàn diệt thọ trai thì được phép chỉ đi khất thực. Nhưng những vị khác có thể đáp lời mời của giới cư sĩ tới nhà thọ trai và thuyết pháp. Vị khất sĩ nào muốn chỉ lượm vẽ rách và giải dụng để may thành y thì được phép chỉ lượm vẽ rách và giải dụng để may thành y. Nhưng những vị khác có thể thọ nhận y của giới đàn diệt cúng dường, với điều kiện là không có quá 3 y. Vị khất sĩ nào chỉ muốn ngủ dưới gốc cây thì được phép chỉ ngủ dưới gốc cây. Nhưng những vị khác có thể ngủ trong tăng xá, tịnh xá và ngủ tạm tại nhà cửa ở thành phố hay thôn lạc khi cần thiết. Vị nào muốn chỉ ăn chay thì được phép chỉ ăn chay.
nhưng những vị khác có thể tạm thọ nhận thức cúng dường mà đàn diệt đã làm sẵn. Trong đó có ngũ tịnh nhục, nghĩa là những vị đàn diệt này đã không vì các vị khất sĩ mà sát sinh. Đề Bà Đạt Đa, theo pháp chế hiện thời, các vị khất sĩ có đủ cơ hội để tiếp xúc và hướng dẫn người cư sĩ, nhất là những người mới có duyên tiếp xúc lần đầu với đạo giác ngộ. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa thưa: Như vậy là Thế Tôn không chấp nhận pháp chế năm điểm? Không, Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận pháp chế của thầy đề nghị. Đề Bà Đạt Đa cúi chào Phật và trở về chỗ ngồi, miệng mỉm cười, không có vẻ gì thất vọng. Tối hôm ấy, Phật nghĩ lại tịnh xá ở tu viện Trúc Lâm. Người nói với Đại Đức A Nan Đà: A Nan Đà, Như Lai biết tâm trạng của Đề Bà Đạt Đa. Như Lai nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn khất sĩ. Một hôm, đi khất thực trong thành phố Dương Xá, Đại Đức A Nan Đà gặp Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Hai người dừng lại bên đường để nói chuyện. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa cho Đại Đức A Nan Đà biết là từ nay trở đi, Đại Đức sẽ tổ chức những lễ tụng giới, bố tát, tự tứ và an cư riêng trong giới các vị đệ tử và thân hữu khất sĩ của Đại Đức, không còn làm chung với giáo đoàn khất sĩ do Phật lãnh đạo như trước. Buồn bã, Đại Đức A Nan Đà về bạch lại với Phật: Lễ bố tát thường được thực hiện tại tu viện Trúc Lâm. Đại Đức A Nan Đà nhận thấy kỳ bố tát này có hàng trăm vị khất sĩ vắng mặt. Số lượng các vị này ít nhất là 300. Chắc hẳn là họ đi dự lễ bố tát trên tu viện tượng đầu do Đại Đức Đề Bà Đạt Đa tổ chức. Lễ bố tát và tụng giới cử hành xong, một số các vị khất sĩ tìm tới tịnh xá gặp Phật. Họ nói: Thế Tôn, những người bên phía Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã đến với chúng con. Họ nói rằng chúng con nên theo về giáo đoàn do sư huynh Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo, bởi vì bên ấy pháp chế nghiêm chỉnh hơn pháp chế của Thế Tôn nhiều. Họ đưa ra pháp chế 5 điểm, pháp chế mà Thế Tôn không chấp nhận trong kỳ pháp thoại vừa rồi. Họ nói, tu hành như bên Trúc Lâm thì sướng quá, có khác gì người không tu đâu. Phật dạy pháp thiểu dục và tri túc, nhưng không chấp nhận pháp chế 5 điểm để thực hành cho đúng mức những phép ấy. Như vậy là mâu thuẫn. Thế Tôn, chúng con đã không nghe lời sư huynh Đề Bà Đạt Đa. Chúng con có đức tin nơi Phật, nơi trí tuệ và sự xét đoán của người. Nhưng có rất nhiều vị khất sĩ trẻ chưa có kinh nghiệm, nhất là những vị xuất thân từ gia chi do Đại Đức Đề Bà Đạt Đa thế độ. Những vị này thấy pháp chế 5 điểm khổ hạnh rất là hấp dẫn và đã đi theo về bên ấy. Chúng con xin tin để Thế Tôn biết. Phật dạy: Xin các thầy đừng quá lo lắng về vụ này. Điều quan trọng nhất là tự mình phải tu học và sống đời sống phạm hạnh cho xứng đáng. Mấy hôm sau, y sĩ Kỳ Bà lên thăm Phật ở trên núi Linh Thú. Y sĩ cho Phật biết là trên 500 vị khất sĩ đã theo về phía Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã đưa tất cả về trung tâm tượng đầu ở đỉnh tượng đầu và lập đại bản doanh của giáo đoàn độc lập ở đấy. Y sĩ cũng cho Phật biết là một cuộc vận động khác cũng đang âm thầm diễn biến trong lĩnh vực chính trị, trong đó có Đại Đức Đề Bà Đạt Đa có dính líu quan trọng, và ông đề nghị với Phật nên chính thức tuyên bố khai trừ Đại Đức Đề Bà Đạt Đa ra khỏi giáo đoàn khất sĩ. Tin Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lập giáo đoàn riêng làm chấn động hết mọi giới. Đi đâu các vị khất sĩ cũng bị quần chúng chất vấn. Tất cả các thầy đều được Đại Đức Xá Lợi Phất dặn là chỉ nên trả lời như sau: Án tài đức của Đề Bà Đạt Đa trước đám đông, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, ngày xưa tán thán tài đức của sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con đã nói sự thật. Vậy bây giờ, nếu tố giác Đề Bà Đạt Đa, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, nếu bây giờ đi tố giác sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con cũng sẽ nói sự thật. Phật dạy, vậy thì có gì là vướng ngại đâu, vấn đề là nói ra sự thật mà thôi. Những ngày sau đó,
trong dịp tiếp xúc với quần chúng, các vị khất sĩ báo tin cho thiên hạ biết là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã bị khai trừ ra khỏi giáo hội. Các vị khất sĩ cũng nói thêm, từ nay, Phật và giáo đoàn không còn chịu trách nhiệm gì về hành động của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa nữa. Trong khi đó, hai Đại Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Họ không mở miệng để nói bất cứ một lời nào, dù được quần chúng hỏi. Thấy thái độ ấy, Đại Đức Ananda hỏi, các sư huynh không nói gì hết, có lẽ các sư huynh đã có chủ ý. Sư huynh Ananda, đúng như vậy. Chúng tôi có chủ ý. Chúng tôi sẽ phụng sự Phật và giáo đoàn bằng những phương tiện khác. Trong giới quần chúng, có những người xì xào bàn tán, cho rằng các vị khất sĩ tố cáo giáo đoàn độc lập vì thù ghét và ganh tị. Nhưng cũng có nhiều người nghĩ rằng có những lý do sâu kín bên trong mà họ chưa thấy được. Những người này vẫn có đức tin vững chãi nơi Phật và giáo đoàn. Một buổi sáng, trong lúc trời còn mưa gió nặng nề, dân chúng ở thủ đô được tin là Hoàng thượng Tần Bà Sa La thoái vị và nhường ngôi cho con là Hoàng Thái tử A Xà Thế. Lễ đăng quang của Thái tử sẽ được tổ chức trong vòng 10 hôm vào ngày trăng tròn sắp tới. Tin này Phật không được nghe trực tiếp từ quốc vương Tần Bà Sa La mà đã nghe qua các vị khất sĩ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ vua Tần Bà Sa La lấy một quyết định quan trọng như thế mà không trực tiếp báo tin cho Phật biết. Mấy hôm sau, Kỳ Bà lên hầu Phật và xin phép được nói chuyện riêng với người. Phật mời ông đi thiền hành với Phật trên sườn núi. Hai thầy trò im lặng đi và thở. Đến cuối thiền lộ, Phật chỉ vào một phiến đá mời Kỳ Bà ngồi. Người cũng ngồi xuống một phiến đá khác. Kỳ Bà cho Phật biết là Hoàng Thái tử A Xà Thế đã ra lệnh nhốt vua Tần Bà Sa La trong cung cấm và không cho ai ra vào thăm hỏi, trừ Hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng Thái tử cũng bắt giam hai vị đại thần thân tín nhất của vua vì sợ những người này âm mưu cản trở việc lên ngôi của Hoàng Thái tử. Ban đầu thì Thái tử chỉ cấm không cho hai người này vào thăm vua thôi, nhưng sau đó vì chưa an tâm nên Thái tử bắt giữ luôn họ. Gia đình các vị này được thông báo là các vị được lưu lại ăn ngủ trong cung để luận bàn chính sự trong vòng 7 hôm. Sự thật thì họ đang bị nhốt trong cung cấm, mỗi người một phòng riêng. Y sĩ Kỳ Bà cho Phật biết là những chuyện trên hoàn toàn được giữ bí mật. Sở dĩ ông được biết là vì ông đã có cơ hội tới chữa trị cho Hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng hậu đã thuật lại hết sự thật cho ông và nhờ ông lên núi bạch với Phật tất cả tự sự. Kỳ Bà kể cho Phật nghe chi tiết của tất cả những gì đã xảy ra. Một hôm, cách đây gần cả tháng, Ngự Lâm Quân thấy Thái tử đột nhập vào cung vua trong đêm khuya. Thấy dáng dấp Thái tử có vẻ khả nghi, Ngự Lâm Quân đã chặn Thái tử lại để lục soát và tìm thấy một thanh gươm giấu trong áo của Thái tử. Họ đưa Thái tử vào gặp vua, trình lên vua thanh gươm và kể lại tự sự. Vua hỏi, "À Xà Thế, ban đêm cô mang gươm vào cung để làm gì?" "Tâu phụ vương, con muốn hành thích phụ vương." "Tại sao con lại muốn giết ta?" "Tâu phụ vương, con muốn làm vua." "Làm vua thì làm vua, tại sao con phải giết cha? Nếu con muốn làm vua, con chỉ cần nói lên một tiếng là ta thoái vị lập tức và con có thể lên làm vua ngay." "Tâu phụ vương, con không biết như vậy. Con đã lỡ lầm. Con xin phụ vương tha tội cho con." "Ai đã xúi dục con làm chuyện này?" Thái tử A Xà Thế im lặng. Vua gặng hỏi một hồi thì Thái tử tiết lộ là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Vua cho gọi hai vị đại thần thân tín của vua vào cung. Ngay lúc nửa đêm, vua thuật hết cho họ nghe và hỏi ý kiến của họ. Một vị nói rằng tội ám sát vua là tội phải chịu xử trảm và đề nghị đem chém đầu các tội phạm, trong đó có Thái tử A Xà Thế, khất sĩ Đề Bà Đạt Đa và tất cả các vị khất sĩ. "Trẫm không muốn giết A Xà Thế vì nó là con của trẫm."
trẫm cũng không muốn giết các vị khất sĩ, bởi vì các vị khất sĩ đã từng tuyên bố là họ không chịu trách nhiệm về hành động của Đề Bà Đạt Đa. Trẫm thấy trong vụ này, Phật là người sáng suốt nhất. Người đã tiên đoán được những gì sẽ xảy ra, cho nên người đã cho công bố không chịu trách nhiệm về Đề Bà Đạt Đa. Trẫm cũng không muốn giết Đề Bà Đạt Đa, vì dù sao Đề Bà Đạt Đa cũng là một vị khất sĩ nổi tiếng, và lại là em chú bác của Phật. Vị đại thần thứ hai lên tiếng: lòng từ bi của bệ hạ thật không ai có thể sánh bằng. Bệ hạ thật xứng đáng là học trò của Đức Thế Tôn. Vậy bệ hạ định thu xếp như thế nào? Vua nói: ngày mai Trẫm sẽ hạ chiếu cho bạc dân thiên hạ biết là trẫm thoái vị và nhường ngôi cho con trẫm là A Xà Thế. 10 hôm sau thái tử sẽ đăng quang. Vậy còn tội mưu sát, trẫm tha thứ cho con trẫm và cho khất sĩ Đề Bà Đạt Đa, mong rằng hai người thấy được tấm lòng của trẫm mà học được chút gì từ đức độ của trẫm. Hai vị đại thần lạy xuống, thái tử A Xà Thế cũng lạy xuống. Vua dặn các quan giữ nội vụ thật bí mật và thi hành ngay những quyết định của vua bắt đầu từ giờ phút ấy. Ngay sau khi chiếu chỉ thoái vị của vua được ban hành, đại đức Đề Bà Đạt Đa đã về ngay kinh đô để hội kiến với thái tử. Thái tử có nói với hoàng hậu Di Đề Hy là đại đức Đề Bà Đạt Đa đã được thái tử mời về để bàn luận về lễ đăng quang của thái tử. Nhưng hoàng hậu cho biết chỉ 2 hôm sau cuộc đàm luận đó, thái tử đã lệnh cô lập vua trong cung cấm và bắt giữ luôn hai vị đại thần. Y sĩ Kỳ Bà nói: lạy Phật, con mong là sau lễ đăng quang, A Xà Thế sẽ trả tự do lại cho thượng hoàng và cho hai vị đại thần bị giam giữ. Trình xong mọi việc, Kỳ Bà lạy Phật và xuống núi. Ngày mai lại, Phật tiếp sứ giả của triều đình mời Phật và các vị khất sĩ tới dự lễ đăng quang của thái tử. Chính quân đội đi tổ chức kết nghinh môn và treo cờ đèn ở khắp nơi trên thủ đô. Phật được cho biết là đại đức Đề Bà Đạt Đa và trên 600 vị khất sĩ theo thầy đều đã có mặt tại thủ đô để tham dự lễ đăng quang này. Phật cho gọi đại đức Xá Lợi Phất, người nói: này Xá Lợi Phất, Như Lai sẽ không về kinh dự lễ đăng quang, và Như Lai mong rằng tất cả các vị khất sĩ của giáo đoàn cũng không nên về kinh dự lễ. Chúng ta không nên can dự vào công việc ác đức này. Đại đức Xá Lợi Phất nói: lạy Phật, con hiểu. Con sẽ thông bạch với đại chúng là Thế Tôn sẽ không về dự lễ đăng quang, và Thế Tôn muốn các vị khất sĩ trong giáo đoàn cũng không về dự lễ này. Và đại đức rút luôn. Ngày lễ đăng quang của vua mới đã tới. Không thấy Phật và các vị khất sĩ trong giáo đoàn do người lãnh đạo, quần chúng bắt đầu đặt câu hỏi. Và từ câu hỏi, họ tìm ra được sự thật. Họ biết thượng hoàng và hai vị đại thần đang bị giam giữ. Họ biết được là sau lễ đăng quang, vua mới cũng không trả tự do lại cho thượng hoàng và hai vị đại thần này. Họ bắt đầu. Vào thời Đức Phật giáo hóa chúng sinh ở thành Phong Đức, bấy giờ cách thành 500 dặm có một ngọn núi. Nơi đây có một thôn làng với khoảng 50 đến 60 hộ gia đình đang sinh sống. Trong thôn có một gia đình nghèo, người vợ mang thai 10 tháng và sinh đôi được 2 đứa con trai rất tuấn tú khôi ngô. Cha mẹ hết mực thương yêu và liền đặt tên cho chúng. Một đứa tên là Sông Đức, còn đứa kia tên là Sông Phước. Khoảng 50 đến 60 ngày sau, có một hôm, người cha của chúng lùa trâu trở về và nằm nghỉ trên giường, còn người mẹ của chúng thì ra đồng nhặt củi chưa về. Khi ấy, hai đứa bé này liếc trái nhìn phải mà không thấy cha mẹ nên chúng liền than trách với nhau.
một đứa bé nói rằng: ở đời trước khi sắp đắc đạo, mình ngồi ngay thẳng và khởi niệm ngu si mà bảo rằng thọ mạng là thường còn, nên phải đọa sinh tử nhiều không thể tính kể số kiếp. Mãi cho đến nay mới được sinh làm con trong gia đình bần cùng, ở trong nhà tranh, mặc áo vải thô để che thân và dùng thức ăn nước uống đạm bạc mà nuôi sống. Cứ như thế thì đến bao giờ mới đắc đạo? Đây đều là do ở đời trước tham luyến phú quý và buông thả thân tâm, vui sướng chỉ một lát mà từ đó đến nay luôn mãi chịu khổ. Hôm nay u sầu khổ não và cũng chẳng biết nơi nào để cậy trông. Một đứa bé khác nói rằng: con mình ở lúc trẻ ưa thích vui chơi mà chẳng tinh tấn tu hành, nên khiến cho nhiều đời phải tao ngộ biết bao khổ nạn. Đây đều là do tự mình làm, chứ chẳng phải do cha mẹ làm. Bây giờ chúng ta cùng chung thọ báo, thử hỏi trách ai được đây? Khi nghe hai đứa con than thở như thế, người cha vô cùng kinh hãi và cho là quỷ đến gieo rắc tai ương. Ông nghĩ, làm sao hai đứa bé chỉ sinh mới vài chục ngày mà có thể nói ra những lời đó, e rằng về sau chúng sẽ giết hại thân tộc. Thừa lúc chúng còn nhỏ chưa lớn, mình hãy giết chúng đi. Và thế là người cha kinh hoàng chạy ra ngoài và đóng cửa lại, rồi ông ra đồng lấy củi và muốn thiêu chết chúng. Đúng lúc cô vợ trở về, khi thấy thế nên hỏi chồng rằng: anh định lấy củi này để làm gì? Người chồng trả lời: thật hết sức kinh quái, hai đứa con của chúng ta đã tâm sự với nhau. Đó chắc chắn là quỷ để đến phá hoại gia tộc, thừa lúc chúng còn nhỏ anh muốn thiêu chết chúng. Khi cô vợ nghe thấy, trong lòng ngạc nhiên và do dự chưa tin, hai vợ chồng quyết định đợi thêm vài ngày nữa để nghe lén chúng nói chuyện. Đến ngày hôm sau, hai vợ chồng giả vờ cùng ra ngoài rồi núp lại để nghe ngóng. Quả nhiên, hai đứa trẻ ở trong nhà cũng lại than trách lẫn nhau như trước đây. Khi được nghe chúng nói chuyện với nhau thêm lần nữa, hai vợ chồng hết sức kinh quái. Họ liền cùng nhau âm thầm chất củi và muốn thiêu sống chúng. Với thiên nhãn thông, Đức Phật nhìn thấy hai vợ chồng này muốn thiêu chết hai đứa con của mình. Với lòng thương xót và do biết phước đức của hai đứa bé ở đời trước đáng được hóa độ, Ngài đi đến thôn đó rồi phóng quang minh chiếu sáng khắp nơi. Bấy giờ, trời đất chấn động mạnh, sông núi và tất cả cây cối đều thành màu vàng. Khắp kẻ lớn, người nhỏ trong thôn đều kinh ngạc và cùng đến chỗ của Phật rồi đảnh lễ Phật, và không ai là chẳng hoan hỷ. Họ biết Đức Phật là bậc chí tôn, không một ai trong ba cõi có thể sánh bằng. Sau đó Đức Phật đến nhà của hai đứa bé song sinh. Khi thấy quang minh của Phật, hai đứa bé vui mừng khôn xiết. Cha mẹ của chúng cũng kinh ngạc, rồi mỗi người bồng một đứa bé đến trước chỗ của Phật. Họ hỏi Đức Thế Tôn rằng: thưa Thế Tôn, hai đứa bé này mới lọt lòng khoảng 50 đến 60 ngày mà đã nói chuyện với nhau. Đây quả là điều kỳ quái. Chúng con sợ chúng sẽ gây tai họa cho gia tộc nên định dùng lửa thiêu chết. Đúng lúc Phật đến đây và còn chưa kịp thiêu, chúng con không biết hai đứa bé này là yêu tinh quỷ quái phương nào. Kính mong Thế Tôn hãy nói ra hai đứa bé này sẽ mang đến tai vạ gì. Khi thấy Phật, hai đứa bé vui mừng hớn hở. Khi Đức Phật nhìn thấy hai đứa bé, Ngài mỉm cười. Bây giờ từ trong miệng của Phật có ánh sáng năm màu phóng ra và chiếu sáng khắp đất trời. Phật bảo cha mẹ của hai đứa bé và toàn thể dân làng rằng: hai đứa bé này không phải là yêu ma quỷ quái, mà là hai đứa con phước đức. Vào thời của Đức Phật Ẩm Quang, hai đứa bé này đã từng là đạo nhân. Họ là đôi bạn từ thuở nhỏ và đồng chí hướng xuất gia tu đạo. Ai nấy đều rất tinh tấn và sắp sửa đắc đạo. Nhưng bỗng nhiên họ dấy khởi vọng tưởng nên cả hai đều bị trở ngại. Họ khởi vọng tưởng yêu thích vinh hoa của thế gian, nghĩ tưởng nương nhờ phước đức để sinh lên trời, hoặc sinh xuống nhân gian làm vua chúa hay trưởng giả. Khi hốt nhiên khởi những ý này, họ liền thoái chuyển và không thể đắc tịch diệt. Trải qua liên tục nhiều kiếp, họ luôn bị sinh tử lôi dắt và thường sinh đôi với nhau. Cho đến mãi hôm nay, họ mới gặp Phật ở thế gian. Do nhờ công đức cúng dường Phật thổi quá khứ, nên đường phước lực mà được hóa độ. Khi diệt tội, phước liền sinh và họ tự biết việc của đời trước.
Bởi vậy mà hôm nay Thế Tôn đến đây là để hóa độ chúng. Nếu không đến hóa độ, ta e chúng sẽ bị lửa thiêu chết. Lúc bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: Trượng phu tâm vô cầu, nơi ở tuệ sáng soi, dù gặp vui hay khổ, thái độ chẳng tự cao, thánh hiền xa việc đời, chẳng mong tiền và con, giữ giới luôn tu đạo, không tham tà phú quý, người trí biết niệm động, như cây giữa bãi cát, bằng hữu chí chưa vững, theo ý nhiễm bụi trần. Khi Phật nói lời ấy xong, hai đứa trẻ nhìn Đức Phật, rồi thân thể của chúng liền tự nhiên phục lớn như đứa trẻ 8 tuổi. Họ liền trở thành cần sách nam và đắc đạo ứng chân. Khi dân làng thấy tướng hảo quang minh của Phật và lại thấy thân hình của hai đứa bé tự nhiên phục lớn, họ đều vui mừng khôn xiết và đắc quả nhập lưu. Còn sự hoài nghi của cha mẹ hai đứa bé thì được giải trừ và cũng được pháp nhãn thanh tịnh. Theo nhân quả nhà Phật, nếu chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta ra sao, thì con cái chúng ta sau này cũng làm y như thế ấy, có phần chua chát hơn nữa. Ân oán mà. Có câu danh ngôn, nếu ta bắn vào quá khứ một viên súng lục, thì tương lai sẽ trả lại ta một quả đại bác. Đôi giỏ ngu muội. Người Nhật có câu chuyện cổ. Thuở xưa có một gia đình nông dân quê mùa, nhà có cha mẹ già nua. Ông nghĩ cha mẹ già rồi, cực thân không làm gì được, lại tốn của cải. Một hôm, ông đan hai cái giỏ chắc chắn để cha mẹ vào và gánh lên núi sâu để bỏ. Anh chuẩn bị một ít lương thực cho cha mẹ sống tạm, trên vai lại gùi theo đứa con nhỏ. Đến nơi đặt cha mẹ xuống, anh không thấy lương thực mang theo đâu nữa. Anh hỏi cha mẹ có thấy không? Cha anh nói, cha đã bỏ trên đường đi rồi. Sao cha lại bỏ? Lấy gì mà ăn? Đường xa và lạ, cha sợ con bị lạc không biết đường về, nên bỏ rơi vải trên đường, con nương theo đó mà về nhà. Anh ta hết sức xúc động với tình của cha. Liền khi đó đứa con nhỏ bảo, cha nhớ mang hai cái giỏ về cho con. Con lấy hai cái giỏ làm gì? Để khi cha mẹ già, con mang bỏ lên non, khỏi phải đan cái khác. Nghe đến đây, chàng trai quỳ xuống xin mẹ cha tha thứ và điệu cha mẹ về nhà sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. Biện minh. Thầy có một người bạn ở Quảng Ngãi. Anh này thuộc dạng có chí. Anh thi vào trường Đại học Y Dược thành phố rớt 13 lần. Lần thứ 14 mới đậu, nên bạn bè đặt cho anh cái biệt danh là Đại tá, bởi vì cấp bậc quân đội từ binh nhất đến đại tá qua 13 cấp bậc: binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá. Anh học 6 năm đại học, học thêm chuyên khoa cấp 1 2 năm nữa. Tổng cộng 21 năm chưa về thăm nhà. Anh ra trường làm 5 năm nữa là 26 năm. Cha mẹ anh ngày nhớ đêm mong, muốn anh về thăm quê một lần. Nhưng anh sĩ diện, bác sĩ mà bèo quá, sợ quê với xóm làng. Nên anh viết mấy câu thơ gửi về cho cha. Lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi. Tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi. Chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Thật là xót xa cho một người con, chỉ biết tới mình, không hiểu được tâm tư tình cảm của cha mẹ mình. Như thế chưa đủ. Một bà cụ ở miền Tây có đứa con gái là Việt Kiều Mỹ. 10 năm rồi cô chưa về thăm mẹ. Thời gian thì càng ngày làm lưng mẹ còng thêm. Mỗi tháng cô gửi 100 đô về cho mẹ và một lá thơ. Nội dung y như nhau, chỉ thay đổi ngày tháng cho phù hợp. Chắc photo một bản, lúc đầu bà mẹ còn đọc, sau bà không đọc vì đã thuộc nằm lòng. Khi bà qua đời, cô gái vội bay về khóc lóc
làm đám tang linh đình. Khi khui rương của mẹ, cô ngỡ ngàng, bao nhiêu lá thơ còn nguyên chưa mở, dĩ nhiên là tiền bà cũng chưa xài. Bà viết một lá thơ cho cô, nội dung: mẹ già rồi, ăn uống có bao nhiêu, những thứ này mẹ không cần, mẹ chỉ cần gặp mặt con. Chúng ta luôn cho mình đúng. Khi những điều gì cha mẹ làm sai ý ta, ta lại dỗi hờn, có khi oán giận. Nhưng ta có bao giờ hiểu hết cha mẹ hay không? Hiếu. Một gia đình nọ ở miền Tây, hai vợ chồng già trên 70 tuổi, sống trong một chòi lá tồi tàn ở ven sông. Cuộc sống nghèo khổ, khó khăn làm da họ nhăn nheo, lưng còng hơn trước tuổi. Đâu có ai ngờ rằng họ có đến 10 người con, có trai, có gái, nhà ai cũng khá giả. Lấy làm lạ là tại sao họ không ở với bất cứ đứa con nào mà lại tự lực cánh sinh như vậy? Bội bạc. Qua tìm hiểu mới biết, vợ chồng trước đây cũng khá giả, do nuôi 10 đứa con ăn học, của cải cũng theo ngày tháng bay đi. Rồi hai vợ chồng cưới gả từng đứa một cho ra riêng và chia cho chút tài sản làm vốn liếng. Đến đứa con trai út thì hai vợ chồng giao hết tài sản để thảnh thời tuổi già. Ngặt nổi con dâu út quá tính toán, hay nhằn nhủi với chồng, so đo, tại sao có đến 10 anh em mà ba má lại cứ ở nhà ta? Ai cũng hưởng của cải, gánh nặng thì chỉ có gia đình mình. Một hôm hai vợ chồng bàn mưu tính kế, chúng bảo: ba má già rồi, cực khổ bao nhiêu năm trời nay, bây giờ nên nghỉ ngơi, đi đến các nhà anh chị con, ở một nơi 10 ngày cho anh chị con vui. Và tất cả đều đồng ý phương án này rất hay. Khi đến nhà người con trai đầu, ở chưa đến 10 ngày thì ông bà nghe con dâu nhắc chồng: ba má ở nhà ta hết 9 ngày rồi đó anh. Chồng tuy thương cha mẹ nhưng cũng phải tính theo hợp đồng, nên nói với ông bà: nhà con đơn chiếc không ai chăm sóc ba má, vậy ba má qua nhà cô ba, có mấy đứa cháu lo cho ba má chu đáo hơn. Hôm sau ông bà quẩy hành lý qua nhà con gái thứ ba. Ở đôi ba hôm, vào đêm nọ, thằng rể đi nhậu về mắng vợ: tao chỉ cung phụng cha mẹ của tao thôi, còn ai khác thì đừng hòng. Sợ gia đình con mình xào xáo, nên hôm sau ông bà qua người con trai thứ tư. Và cảnh đó cứ diễn đi diễn lại, làm cho ông bà hết sức bất an. Con trai thì sợ con dâu, con gái thì sợ chồng mình nói này nói nọ, đâm ra lục đục trong nhà. Cuối cùng hai vợ chồng quyết định ra ở riêng, diện cớ là ở cho thanh tịnh. Không biết hai vợ chồng già lúc bệnh hoạn, ốm đau thì xoay sở ra sao? Con đông mà lại... Gia đình nọ 5-7 đứa con, ai nấy đều thành đạt, có người làm giám đốc này công ty nọ. Khi bà mẹ già bệnh vào bệnh viện, biết là bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, anh em họp lại mang bà về nhà. Chúng nói, ung thư giai đoạn cuối, cả thế giới bó tay, trị làm gì, đầu tư không hiệu quả, chỉ kéo dài sự đau đớn thôi. Ngụy tạo. Khi mang bà mẹ về nhà, không có viên thuốc nào, có người thấy lạ hỏi, chúng nói cho uống thuốc kéo dài thêm sự đau khổ mà thôi. Thấy bà đau đớn quá, chú ở cạnh nhà chịu không nổi, lén các con bà mua thuốc giảm đau cho bà uống. Đến lúc bà chết, chúng họp gia đình cấp tốc bàn về lo hậu sự. Anh hai làm giám đốc chỉ thị cho các em không ai được dính dáng vào. Anh hai thay cha mẹ nên lãnh lò đám, tức thầu đám, lời ăn lỗ chịu. Ông làm giám đốc quan hệ rộng, ý nghĩa càng hay. Đám ma của bà thật linh đình, đâm huyết hơn 10 con heo đãi khách. Ở nông thôn mà có cả kèn tây, đoàn gánh hát, múa lân,
cả xóm cả làng kéo nhau đi xem như trảy hội. Họ nói đám ma bà Bảy vui quá. Chúng xây lăng mộ to đùng như biệt thự. Ai ai cũng trầm trồ khen là con bà Bảy có hiếu quá tai. Khi bà nằm trên giường bệnh, không thấy ma nào đến. Nhưng lúc di quan, tất cả các cô con gái xuất hiện, gương mặt thảm não. Người bứt đầu, bứt tóc, kêu la, kể lể thảm thiết. Có người biết chuyện, buông những câu thở dài ngao ngán. Che mắt thế gian. Bất nhân. Ở Long An, một bà lão có đứa con trai yêu quý. Sau khi cưới vợ cho nó xong, bà đưa hết vốn liếng, tiền bạc, đất đai cho hai vợ chồng quán xuyến. Bà cũng đến lúc ngơi nghỉ sau mấy chục năm lặn lội thân cò. Ngặt nổi, thằng con trai mê số đề, cô vợ thì mê bài tứ sắc. Lần lần của cải bay đâu hết, đất đai cũng cầm cố luôn. Nợ nần tứ văn, nhà lũ bạn xấu nói, mấy bà già hay thủ của cải, mày không biết chứ, má tao hôm trước cũng nói hết tiền. Vậy mà khi bà chết mới lòi ra mấy cây vàng, tao chắc chắn má mày còn giấu vàng. Nghe vậy, sau khi nhậu xỉn, lấy can đảm, anh ta về nhà đòi mẹ đưa tiền, đưa vàng. Bà nói, có bao nhiêu mẹ đã giao con hết, còn đâu nữa. Nó không tin, xô đẩy, bảo bà một hai phải đưa. Chẳng may bà bị té ngã người ra sao, chấn thương sọ não chết. Anh ta đi ở tù, để lại cô vợ và hai đứa con nhỏ xíu, không tiền, không tài sản. Đua đòi. Cô bé con nhà chẳng khá giả gì, học lớp 12. Thấy bạn bè có xe mới, nào Attila, Way, còn mình thì chạy chiếc xe cúp 50 cũ mềm. Mẹ làm công nhân may, cha chạy xe ôm. Về đòi cha mẹ mua xe mới, cha hứa vào đại học thì cha sẽ mua. Vậy mà nó dùng dằn đòi nghỉ học cho con của ông dốt luôn. Nếu không mua xe cho tôi sẽ cho con ông chết luôn. Bà nó nói, cha không đủ tiền để vô chân hụi vài tháng đã. Nó không cần biết điều đó, nó chỉ biết đến xe mới cho bằng bạn bè mà thôi. Bà không đáp ứng, nó liền tự giận chết. Để lại bao đau thương cho cha mẹ, áy náy suốt đời vì lo không đầy đủ cho con. Con đâu biết, cha đã quá chất giả, thức khuya dậy sớm, kiếm từng đồng từng cắc. Có bao giờ ba mặc bộ quần áo đẹp chưa? Có bao giờ ba có đôi dép mới không? Con có biết, khi con ngon giấc say nồng, thì cha đang gác tay lên trán, lo xem ngày mai phải chở hàng cho những ai, được bao nhiêu tiền. Ân hận muộn màng. Bình Sa Dương. Lòng cha mẹ là như vậy đó. Có khi những đứa con hiểu ra thì cha mẹ không còn nữa. Có tiếc thương, có nuối tiếc cũng đã muộn màng, vì cha mẹ chỉ có một mà thôi. Một câu chuyện cảm thương vào thời Đức Phật. Con của vua Tần Bà Sa La, tức Bình Sa Dương, là Thái tử A Xà Thế. Sau khi Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Phật cho lãnh đạo giáo đoàn không thành công, ông quay qua dụ Thái tử A Xà Thế cướp ngôi vua cha, để lợi dụng vào đó ông xây dựng quyền lực. Thái tử A Xà Thế nghe theo và cướp ngôi vua cha của mình. Kế hoạch bị bại lộ, tất cả đều bị bắt. Vua Tần Bà Sa La nói, con thích ngôi vua, sao không nói với cha? Cha sẵn sàng nhường ngôi lại cho con, sao con khờ vậy? Cái gì thuộc về cha đều cho con hết mà. Nếu con thích ngai vàng như thế, thì cha sẽ nhường lại cho con. Nói vậy xong, ông chọn ngày nhường ngôi cho con, và lễ đăng cơ đã diễn ra trong lời chúc tốt đẹp của quần thần. Đề Bà Đạt Đa nói với A Xà Thế, như vậy cũng chưa chắc đâu, ông ta còn sống, có ngày ông ta lấy ngôi vua lại. Vua A Xà Thế tin theo và bắt cha mình giam vào ngục, không cho ăn uống, để ông chết lần chết mòn. Thấy cha lâu quá không chết, vua sai thợ cạo vào cắt gân cha để ông mau chết. Vua Tần Bà Sa La hết sức đau đớn, chỉ biết hướng về Đức Phật. Một hôm, vợ của vua A Xà Thế chuyển dạ, sanh được một hoàng tử. Vua hết sức vui mừng, khấp khởi.
Một người cha có đứa con đầu lòng vui như đứa trẻ thơ, chạy đến cho mẹ hay tin cháu nội bà mới chào đời, khôi ngô tuấn tú. Vua nói, mẹ ơi mẹ, khi sanh con ra, cha của con lúc ấy như thế nào hả mẹ? Cha con có thương con như con thương con của con không mẹ? Con có biết không, khi con có mấy ngày tuổi, trên tay con có nổi một cái mụn nhỏ xíu, con đau đớn la khóc, cha phải thức cả đêm dỗ con. Sợ con đau, cha lấy miệng ngậm vào tay nổi mụn đó. Và chẳng may, cái mụn đó bể ra, nào nước vàng, nào máu mủ. Cha ghì chặt tay con vào và nuốt hết mủ máu vào bụng, sợ nhả ra con bị đau. Nghe đến đây, vua A Xà Thế tỉnh ngộ. Nhà vua sai quân lính thả vua Tần Bà Sa La ra, nhưng không kịp nữa rồi, ông đã chết trong tử ngục. Vua A Xà Thế có hối hận thì cũng đã muộn màng. Hoa thơm cỏ lạ. Bà Sophia lần dò từng bước như một người mù. Từ ngày chồng bà qua đời, đứa con trai là niềm vui duy nhất của bà. Sophia vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin. Anh đang xin việc. Điều anh bận tâm là mẹ. Anh không thể để bà ở nhà một mình không ai chăm nom. Cặp kính cận đen. Anh rất thương mẹ. Khi cha anh mất, bà chưa đầy 30. Bà tần tảo nuôi anh ăn học, hy sinh cả quãng đời son trẻ. Biết bao người ngỏ lời, nhưng bà nhất quyết chối từ. Bà viện lý do lớn tuổi rồi. Nhưng Sophie hiểu mẹ mình hơn ai hết, vì anh mà mẹ không tái giá. Bà sợ cảnh cha ghẻ mẹ gì, làm ảnh hưởng đến sự học tập và tương lai của con. Đôi mắt bà mỗi ngày một mờ đi. Bác sĩ nói bà bị viêm giác mạc, lấy thuốc uống bớt rồi ngưng. Bà tiếp tục tảo tần, mua thúng bán bưng, chạy dạy tiền nuôi con. Nào tiền học phí ở trường, học thêm Anh văn, vi tính. Nào tiền tập dở, áo quần, điện nước, cũng đủ cho bà mệt lả. Cực nhưng bà vui vì con bà ngoan, học giỏi, không hút thuốc hay rượu chè như bao thanh niên khác. Ngoài giờ học, anh về nhà giúp mẹ mọi việc, có khi bắt nồi cơm, có khi quét nhà, giặt giũ, sửa sang trong ngoài để mẹ đỡ cực hơn. Anh nghĩ cả đời mẹ vì mình, nếu mình không học tập tốt thì không xứng đáng. Anh thường tranh thủ đến chùa, khi thì bó hoa tươi, khi thì bọc trái cây dâng lên cúng Phật, cầu nguyện cho mẹ mạnh khỏe, sống đời bên anh để anh có thời gian báo đáp công ơn cù lao của mẹ. Đôi mắt bà Sophia càng ngày càng mờ. Khi anh học đại học năm thứ hai thì bà hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Bác sĩ bảo giác mạc của bà đã bị tổn thương nặng, không thể phục hồi. Chỉ có cách duy nhất là thay võng mạc. Giá thị trường hiện nay là 4.800 đô. Anh chỉ còn biết đưa mẹ về nhà. Anh hứa với lòng khi nào anh làm có tiền, điều đầu tiên là đi thay giác mạc mắt cho mẹ. Bà Sophia không thấy đường nên không thể mua bán được nữa. Bà chỉ làm những việc giặt giảnh và tựa cửa đợi con đi học về. Có lúc bà tự bắt cơm, có lần suýt cháy nhà. Sophia vừa đi học vừa làm thêm, dạy kèm. Anh làm đủ nghề miễn sao kiếm ra tiền. Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp đại học với bảnh bằng loại khá. Thời gian này anh dành dụm được ít tiền vì không phải đóng tiền học và sách vở nữa. Nếu anh đi làm, dĩ nhiên phải đi công tác. Những lúc ấy, ai chăm sóc mẹ? Nên anh quyết định giá nào cũng phải thay giác mạc mắt cho mẹ. Thứ nhất, để mẹ nhìn thấy. Thứ hai, anh đi làm cũng an tâm. Mẹ anh chỉ hơn 50 tuổi, chẳng lẽ sống trong cảnh mù lòa cả đời. Anh liên hệ với bệnh viện, họ hẹn ngày thay giác mạc cho mẹ. Bà Sophia bảo, con à, tiền đâu con có để thay giác mạc cho mẹ chứ.
Anh nhìn bà với tất cả tấm lòng xót xa của một người con hiếu thảo. Bạn bè cho con mượn đỡ, khi con đi làm sẽ trả góp cho chúng sau. Mỗi tháng trích ra một ít, mẹ an tâm đi. Con bây giờ là kỹ sư rồi, mai mốt có việc làm, không mấy chốc trả hết thôi mẹ à. Bà Sophia miễn cưỡng đi phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công, bà ao ước được nhìn mặt con. Cả 3-4 năm nay bà không nhìn thấy con, chỉ nghe giọng nó nói. Trước đó mắt bà mờ cũng không nhìn con được rõ. Các cô y tá tận tình chăm sóc cho bà. Trên mắt bà bịt kính mảnh băng trắng. Ngày thứ 3 Sophie mới vào. Bà hỏi, mấy ngày nay con đi đâu, không đến chăm sóc mẹ? Anh ngập ngừng. Dạ, mẹ mới mổ phải ở phòng cách ly, chỉ có y tá và bác sĩ chăm sóc thôi mẹ. Con chỉ được ở bên ngoài thôi. Bà dịu dàng nắm lấy tay Sophie. Mẹ cảm ơn con đã làm phẫu thuật cho mẹ. Mẹ mong ngày nhìn thấy mặt con, thấy bầu trời cao rộng. Mẹ ước ao nhìn thấy con thành đạt, cưới được cô vợ ngoan hiền. Mẹ mong có đứa cháu nội bồng ẵm cho đỡ quạnh hiu. Anh cầm tay mẹ. Mẹ cứ an tâm, con sẽ lấy vợ và sanh con cho mẹ nuôi. Sợ đến lúc đó mẹ nuôi không nổi mà thôi. Bà mẹ mỉm cười trong hạnh phúc. Bà nghĩ thầm, rồi sẽ có ngày ấy. Một tuần rồi hai tuần, sắp đến giờ tháo băng trên mắt của bà Sophia. Bà hồi hộp chờ đợi, mong đến lúc được nhìn thấy cuộc đời trở lại. Bác sĩ tháo băng, lau những vết bẩn quanh mắt bà. Nào, bây giờ bà hãy mở mắt từ từ, khẽ thôi, nào. Bà Sophia vừa mở mắt, một luồng ánh sáng chói chang đập thẳng vào mắt. Bà nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Bà chớp chớp mắt, rồi từ từ mở ra. Bà hết sức vui mừng, bà đã nhìn thấy rõ ràng, không bị mờ như trước đây. Bà rất hạnh phúc. Bà nhìn Sophie, anh mang cặp mắt kính màu đen. Bà trách yêu con. Trong nhà con mang kính mát làm gì? Sophie lúng túng. Dạ, kính cận đó mẹ. Bà Sophia mỉm cười. Kính cận gì mà màu đen? Mẹ không biết đó thôi, bây giờ công nghệ mới, họ chế kính cận màu đen để khi ra đường không cần mang kính mát. Sophie đến dìu mẹ xuống giường và làm thủ tục xuất viện. Mẹ à, 3 ngày nữa con sẽ đi làm, công ty đã có giấy gọi. Bà mẹ vui mừng, cuối cùng bà đã thực hiện được ước mơ là nuôi con ăn học thành tài. Niềm vui nữa là mắt bà đã sáng lại, có thể tự chăm sóc cho mình. Đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Sáng sớm, Sophie chuẩn bị áo quần tươm tất cho ngày đi làm đầu tiên. Bà Sophia lấy tay chỉnh lại cổ áo và chiếc cà vạt cho anh. Anh khom xuống cột lại dây dài, bất chợt cặp kính cận rơi xuống đất. Bà Sophia vội nhặt đưa lên định đeo lại cho anh. Bà bàng hoàng khi nhìn thấy mắt bên trái của anh một màu trắng toát. Bà hiểu tất cả, ôm anh vào lòng khóc nức nở, nói trong giọng nghẹn ngào. Sao con dại thế? Tiếng chuông chùa nào bay trong gió thoảng, nước mùa thu trong vắt in trời, mùa lễ Vu Lan đã về. Sophie ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Anh rất hạnh phúc, và hạnh phúc lớn lao nhất là mùa Vu Lan này anh được cài lên ngực một bông hồng. Dĩ nhiên không phải màu trắng, bởi anh rất sợ màu trắng vì nó giống màu trong mắt trái của anh. Một buổi sáng nọ, thầy được quý thầy lớn bảo lên tháp cốt cúng an vị cho một hương linh gửi cốt vào chùa. Lên đến nơi, thầy thấy một bà cụ ngoài 70, gầy gò, gương mặt khắc khổ, bao nhiêu vết chân chim đã hằn lên cuộc đời của bà. Lẻo đẻo theo sau là 2 đứa nhỏ xíu, có lẽ là anh em. Mồ côi. Đứa bé gái khoảng 3 tuổi, thằng anh trai khoảng 5 tuổi. Cả 2 đứa đều mặc đồ khăn tang trắng, rộng thùng thình nhưng trông sạch sẽ, dễ thương. Được biết 2 đứa bé là con của một người đàn bà chưa quá 30 tuổi, hình được dán trên hũ đựng cốt. Bé gái quỳ phía trước, anh trai quỳ phía sau. Đôi mắt nó láo liên, hình như tất cả đều lạ lẫm với nó. Thầy dặn,
cứ mỗi tiếng chuông là lại một cái nghe các con. Chúng quay qua gật đầu. Thầy tụng kinh dứt câu đánh cái beng thì đứa nhỏ lạy xuống, chổng mông lên, đầu chúi xuống đất nhìn anh nó phía sau kêu ý ới. Thầy nhắc nhở đôi ba lần nó mới chịu ngồi yên. Lâu lâu bé gái quay qua bên bà cụ. Ngoại ơi, mẹ con đâu rồi hả ngoại? Bà cụ trả lời cho qua chuyện. Ở trong hũ chứ ở đâu? Mẹ ở trong hũ làm gì ngoại? Ờ thì ngủ chứ làm gì nữa. Cái hũ nhỏ xíu sao mẹ con vào được ngoại? Bà lão cũng bất ngờ trước câu hỏi của đứa cháu dại khờ. Bà phớt lờ đi, ra hiệu là coi chừng bị thầy la, trật tự nào. Khi tụng kinh xong, thầy đi lui trái cây trên bàn thờ Phật để trang hoàng lại. Thầy thấy hai đứa bé cứ nhìn chằm chằm vào rổ trái cây thầy vừa hạ xuống. Định chúng nó do thiếu thốn nên thèm, tội nghiệp. Rồi thầy sợ chúng nó thấy thầy sơ hở, ăn cắp trái cây, vô tình mà gây tội với chùa chiền. Nên thầy lựa hai trái lê bị úng một lỗ, đưa cho mỗi đứa một trái, và không quên dặn chúng rửa sạch trước khi ăn. Rồi thầy tiếp tục công việc, hai đứa bé ra về lúc nào thầy cũng không hay biết. Đến khi thầy dọn dẹp trước bàn thờ vong, thấy lạ, chỗ hũ cốt nào cũng có một dĩa trái cây và bình hoa. Riêng có một hũ cốt chỉ đặt trên cái bọc xốp hai trái lê. Thầy đến lật lên, thấy mỗi trái úng một lỗ. Thầy nhìn kỹ lại, thấy sững sờ. Hũ cốt ấy là hũ cốt của mẹ hai đứa bé. Chắc không có tiền hay vội quá mà ngoại nó chẳng mua thứ gì vào cúng mẹ nó. Chỉ có một mâm cơm chay cúng vong của chùa, dĩa rau nhạt với vài miếng tàu hũ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã nhường hai trái lê thầy cho để cúng mẹ nó. Thầy cảm thấy hối hận vô cùng khi nghĩ sai về hai đứa bé, và đã cho nó hai trái lê héo và bị úng một lỗ, và nó đã khéo léo đặt lỗ thủng xuống phía dưới để người ta không nhìn thấy. Hồi nhỏ bằng hai cháu ấy, thầy chỉ biết lo cho bản thân và khóc nhè với mẹ thôi. Lớn lên cũng vậy, chưa bao giờ có đồ ăn ngon lại nhớ đến cha mẹ của mình. Thật xấu hổ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã dạy cho thầy bài học lớn. Hôm sau, thầy mang hai bịch kẹo sữa, định bụng là khi hai bé vào cúng mẹ, thầy sẽ bù đắp lại. Nhưng đợi mãi không thấy hai bé vào. Một hôm bà cụ vào cúng con gái, thầy mới hỏi hai cháu đâu. Bà cụ có vẻ ngượng ngùng hồi lâu, rồi nói trong hai hàng nước mắt. Tội nghiệp, mấy năm trước cha nó bị tai nạn giao thông, rồi vừa qua mẹ nó bị ung thư mà chết. Để lại hai đứa còn quá nhỏ. Tôi già, một thân một mình bán vé số kiếm cơm qua ngày, làm sao nuôi nổi hai cháu. Bà ngừng lại và khóc. Mẹ nó gửi tôi nuôi, nhưng tội lắm thầy ơi. Tôi đành đưa hai cháu vào trại mồ côi rồi. Khổ thân hai cháu, không cha mẹ, không ai lo. Không biết tụi nó sống ra sao trong những ngày sắp tới. Bị đòn. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có gia đình nọ có người con trai. Anh này rất nghịch ngợm. Từ thuở nhỏ đã bị mẹ đánh thường xuyên thành thói quen. Đánh riết rồi anh ta lì đòn. Mỗi khi mẹ đánh không bao giờ anh khóc cả. Những ngày nào anh không bị mẹ đánh là anh lo lắng không biết mẹ có bị làm sao không mà không đánh đòn mình. Thời gian trôi nhanh, mẹ anh càng ngày càng già. Anh quyết ở dậy không lập gia đình để thủ hiếu với mẹ. Một hôm, mẹ anh không bằng lòng với anh điều gì đó. Bà bắt anh cúi xuống đánh một hơi. Mẹ đánh xong, anh ngồi dậy khóc nức nở. Lấy làm lạ, bà mẹ hỏi. Con bị oan ức hay đau lắm sao mà khóc? Bấy lâu nay có bao giờ mẹ đánh con khóc đâu? Thưa mẹ đánh con càng đau, con lại càng mừng, càng vui ạ. Anh trả lời. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi tiếp, vậy sao hôm nay con khóc? Thưa mẹ, vì hôm nay mẹ đánh con quá nhẹ, không đau chút nào. Do đó con biết mẹ đã già rồi, không đủ sức đánh con nữa, nên con buồn, con khóc. Từ đó về sau, bà mẹ không còn đạo hiếu. Dẫu ta đi trọn kiếp người,
vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ, mẹ già khuất bóng ngàn thu, nhân trung hiếu đạo, nguyện tu đáp đền. Không phải người con có hiếu là cho tiền bạc cha mẹ xài thoải mái, cung cấp đầy đủ hàng tháng, bỏ cha mẹ cô quạnh tuổi già. Không phải cha mẹ mất đi, ta làm đám tang to lớn, làm thịt nhiều con vật để cha mẹ thắt thêm oan nghiệt. Không phải xây nhà mồ cho to lớn để tiếng tăm lại đời, mà chính trong hiện tại đời sống này phải biết đỡ đần, tôn kính, thương yêu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu ốm đau, can ngăn cha mẹ làm những điều ác. Tạo điều kiện cho cha mẹ biết đến Phật Pháp và bố thí cúng dường tạo phước. Khi cha mẹ mất, biết làm những hạnh lành để hồi hướng phước báo cho cha mẹ. Đặc biệt, biết tu hành, hướng tâm vào dòng thánh để có cơ hội cứu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang bị trầm luân. Nhân quả thiện ác. Việc làm thiện là làm lợi ích cho người khác, cho họ được an vui. Ngược lại, làm đau khổ cho kẻ khác, khiến cho kẻ khác phiền não là việc ác. Theo nhân quả, chúng ta làm ác sẽ thọ quả báo đau khổ, hành thiện sẽ thọ quả báo an vui. Đối với những người con như chúng ta, khi biết được công lao trời biển của cha mẹ như vậy mà vẫn tiếp tục làm đau khổ cho cha mẹ, tiếp tục con đường ác, đó là tội bất hiếu. Hậu quả sẽ thọ quả báo đau khổ, thất bại, và con cháu sau này sẽ xử tệ bạc với ta hơn cả việc ta đã đối xử tệ bạc với cha mẹ mình. Cha mẹ đã hết mực thương yêu, lo lắng, hy sinh cho ta cả đời mà không cần sự báo đáp hay đòi hỏi chúng ta phải trả công. Giống như Phật và Bồ Tát luôn thương yêu, lo lắng, chăm nom cho chúng sanh vậy. Trong Kinh Trung Bộ nói rằng, ba đời của chư Phật sinh ra không ngoài hai mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên đối với con mình thì cha mẹ mang tấm lòng của Phật và Bồ Tát. Vì lý do đó, Đức Phật mới nói cha mẹ là Phật tại gia, là cửa chùa cho con bước vào dòng thánh. Ai biết thương yêu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già với lòng tôn kính, thì người ấy sẽ tích được phước báo to lớn. Nếu chúng ta tôn kính, cúng dường chư Phật và trái lại không tôn kính hiếu thảo cha mẹ thì cũng không thể kính Phật trọn vẹn được. 4. Hạng người. Căn cơ thiển bạc. Là hạng người chỉ biết đến quyền lợi ích kỷ riêng tư của mình, mặc cho người khác đau khổ, miễn sao có lợi cho ta thì thôi. Hạng người này không biết thiện ác nhân quả, thường hay đổ lỗi và vu oan cho kẻ khác. Hạ căn hạ trí. Là người thấy cái lợi trước mắt mà không thấy lợi lâu dài, có làm lợi cho người khác nhưng rất ít, có biết đến nhân quả thiện ác nhưng vẫn chiều theo bản năng làm điều sái quấy, đôi khi đổ lỗi cho người rồi sau đó biết sợ mà ăn năn, nhưng lại phạm sai lầm khi có quyền lợi trước mắt. Trung căn trung trí. Là người biết lo xa một chút, sống hôm nay nghĩ đến họa phúc của ngày mai. Người này rất hiểu nhân quả thiện ác, không dám làm sai quấy, thường hay sám hối ăn năn lỗi lầm, phát tâm giúp đỡ người khác, biết thương yêu và chia sẻ với thế giới xung quanh. Người này hay gánh vác và nhận trách nhiệm về cho mình, biết chịu đựng hy sinh cho người khác. Thượng căn thượng trí. Người này có cái nhìn xa trông rộng, quan sát mọi góc độ, chẳng những biết sống tốt hôm nay mà có cả cái nhìn thấu suốt những kiếp về sau, nên người này biết phân định nặng nhẹ một cách bền vững và lâu dài. Có tâm rộng lớn thương yêu chúng sanh với lòng từ bi rộng lượng, luôn tha thứ khoan dung cho người khác, tâm không cố chấp hẹp hòi, không đổ lỗi cho ai cả, thấy cái nào có lợi ích chung về lâu dài bền vững thì làm. Ba cách báo hiếu. Loại căn cơ thiển bạc
không thể có hiếu với cha mẹ. Nếu nghiệp ác và oan trái nhiều, sẽ sanh tâm bất hiếu, làm cho cha mẹ khổ đau. Người căn cơ thiển bạc, có chút duyên lành với Phật Pháp, hay gặp bậc minh sư, hướng tâm quy y Tam Bảo, sám hối tội xưa, sẽ trở thành người hạ căn hạ trí. Chúng ta biết tấm lòng, công lao và nỗi nhọc nhằn của cha mẹ như thế. Nếu là người có trí, thì sẽ báo hiếu cha mẹ trong tình thương yêu và tôn kính. Hiếu kính. Người này cảm nhớ công ơn cha mẹ đã nặng nhọc 9 tháng cưu mang, 3 năm ẵm bồng, nên phát tâm đỡ đần lại cha mẹ, lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ, thuốc thang lúc đau ốm tuổi già, nhất nhất nghe lời cha mẹ dạy bảo, không dám trái ý, tôn kính và phụng thờ cha mẹ như Phật, Bồ Tát. Hiếu thuận là người có lòng hiếu kính, biết quy y Tam Bảo, bỏ ác làm lành, hồi hướng công đức, phước đức cho cha mẹ, biết can ngăn cha mẹ những việc làm sai chánh pháp, đặc biệt hướng cha mẹ quy y Tam Bảo trở về đời sống đạo đức. Đại hiếu là người con hiếu thuận, phát tâm vô thượng bồ đề, bản thân nỗ lực tu hành và phát tâm rộng độ chúng sanh. Người này có chí hướng xuất gia vượt ngoài tam giới, tự mình đắc đạo để trang nghiêm Phật Pháp và độ cho cha mẹ nhiều đời, phát tâm vô thượng bồ đề, hướng đến quả giải thoát giác ngộ. Đức Phật, gương đại hiếu. Đức Phật Thích Ca khi rời bỏ hoàng cung, để lại cha già ngày đêm mong nhớ thương con, và bà mẹ xem ngài như là con ruột, đó là bà mẹ kế Mahabhasa Ba Đề. Sau khi đắc quả chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Thích Ca trong một kỳ hạ, ngài đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp để độ mẹ của ngài là hoàng hậu Maya. Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho các dương tôn trong hoàng tộc xuất gia và các hoàng thân quốc thích quy y Tam Bảo. Đặc biệt, Phật độ vua Tịnh Phạn trước lúc băng hà ngộ được chân lý Phật Đà. Phật khuyên vua cha nên niệm Phật, và đức vua đã nhập vào dòng thánh. Chính giai Đức Phật đã đỡ kim quang của vua cha đến nơi làm lễ trà tỳ. Ở thành Tỳ Xá Ly, Phật đã chấp nhận cho mẹ kế, cũng là dì ruột, cùng 500 thể nữ xuất gia, và bà đã đắc quả A-la-hán. Mục Kiền Liên. Vị đệ tử đệ nhất thần thông của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên. Sau khi đắc quả A-la-hán, được lục thông, ngài liền nhớ đến mẹ mình. Ngài dùng thiên nhãn tìm mẹ khắp sáu nẻo luân hồi, gặp mẹ ngài bị đọa đày nơi địa ngục rất khổ sở. Ngài đã dùng thần lực cứu mẹ nhưng không được, nên ngài hóa ra cơm cho mẹ ăn đỡ đói. Nhưng vì nghiệp ác nặng nề, cơm vừa đến miệng lại hóa thành lửa, không thể dùng. Thương mẹ, ngài về bạch với Đức Phật cách cứu mẹ để trả hiếu. Nhân đó, Đức Phật thuyết kinh Vu Lan Bồn, dạy cách cứu khổ cho những người bị đọa lạc. Làm theo lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, sau 3 tháng chư tăng an cư kiết hạ, ngài tổ chức cúng dường trai tăng, dâng y cho các vị tỳ kheo hồi hướng phước báo cho mẹ. Nhờ oai thần của Phật và mười phương chư hiền thánh tăng mà bà Thanh Đề đã tỏ ngộ. Ngay lúc ấy, bà thoát khỏi địa ngục và sanh lên cõi trời, kết duyên lành với Tam Bảo. Vì vậy, ngài được thế gian tôn là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Quan Âm Diệu Thiện. Quan Âm Diệu Thiện là công chúa, nguyên ở nước Hùng Lâm thuộc Ấn Độ, là người con gái thứ ba của một vị vua. Trước khi sinh công chúa Diệu Thiện, thì nhà vua rất mong có hoàng tử, nên đã cầu xin rất nhiều, nhưng đứa con chào đời lại là một công nương. Điều này đã làm cho nhà vua sinh lòng oán hận. Khác hẳn hai người chị, nàng công chúa này lớn lên chỉ say mê kinh kệ và có lòng quy y Phật. Vì cự tuyệt việc lấy chồng, nên cô bị giam hãm phía sau hoàng cung. Không thuyết phục được con mình hoàng tục, vua giả vờ cho phép con tu ở chùa Bạch Tước, rồi ngầm ra lệnh cho các sư sãi phải tìm cách thuyết phục cho công chúa hoàng tục, nếu không sẽ giết hết các sư sãi trong chùa. Nhưng mọi cách đều không lung lạc được ý chí quyết tâm của công chúa.
giận con, vua ra lệnh đốt chùa để giết cô công chúa. Nhưng trời bỗng đổ mưa dập tắt lửa. Chưa hết giận, vua bèn hạ lệnh xử chém. Thì trời bỗng giông tố, tạo ra sét đánh giằng búa của Đào phủ. Vua tức giận ra lệnh xử giảo công chúa. Nhưng ngay lúc đó xuất hiện một con cọp trắng xông ra cổng công chúa mang đến chùa Hương. Diệu Thiện tu hành ở đó và cảm hóa được muôn thú. Trong khi đó, vua trong triều đột nhiên bị chứng bệnh hủi không chữa được. Dần dần hai bàn tay bị rơi rụng và mắt trở nên mù. Công chúa tu đã đắc đạo quả, một hôm trở về thăm phụ thân và đã hy sinh hai mắt cùng hai tay để cứu vua cha, độ cả gia đình hướng về Phật đạo và nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn. Chương 72. Chống đối im lặng. Thấm thoát mà đã đến ngày Phật nói pháp thoại tại Trúc Lâm. Kỳ nào quần chúng đi cũng thật đông, có mặt tại buổi pháp thoại cũng có quốc vương Tần Bà Sa La và có cả hoàng thái tử A Xà Thế nữa. Đại đức A Nan Đà để ý thì thấy các vị khất sĩ các nơi về đông lắm, đông gấp hai kỳ trước. Đại đức Đề Bà Đạt Đa cũng có mặt ở hàng đầu các vị khất sĩ. Đại đức ngồi giữa hai vị Xá Lợi Phất và Ca Diếp. Cũng như lần trước, sau khi Phật thuyết pháp xong, Đại đức Đề Bà Đạt Đa đứng dậy, tiến lên, chắp tay lễ Phật và nói: Thế Tôn, người đã từng dạy các vị khất sĩ nên sống theo các nguyên tắc thiểu dục và tri túc, bỏ dần các ham muốn và sống thật đơn giản với những điều kiện vật chất tối thiểu. Con xin đề nghị một quy chế 5 điểm để thực hiện các nguyên tắc thiểu dục và tri túc đó. Điểm thứ nhất, các vị khất sĩ chỉ ở suốt đời trong rừng hoặc trong chốn vườn cây mà không được về ngủ ở ngoài thành phố hay trong thôn xóm. Điểm thứ hai, các vị khất sĩ chỉ đi khất thực suốt đời mà không được đáp lời mời của giới cư sĩ tới thọ trai ở nhà họ. Điểm thứ ba, các vị khất sĩ chỉ có quyền lượm vẽ rách và những mảnh giải dụng để mai lại thành y, chứ không được nhận y do giới cư sĩ cúng dường. Điểm thứ tư, các vị khất sĩ chỉ được ngủ dưới gốc cây mà không được ngủ trong phòng ốc. Điểm thứ năm, các vị khất sĩ chỉ được phép ăn chay, không được động tới thịt cá. Thế Tôn, nếu giáo đoàn khất sĩ theo đúng 5 điểm này thì chắc chắn các nguyên tắc thiểu dục và tri túc mới được thực hiện nghiêm chỉnh. Phật nói: Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận sự bắt buộc phải làm theo 5 điểm ấy. Vị khất sĩ nào muốn chỉ cư trú trong chốn Viên Lâm thì được phép chỉ cư trú trong chốn Viên Lâm. Nhưng những vị khác có thể ở tu viện, tịnh xá và tạm trú tại thành phố này hay thôn lạc khi cần thiết. Vị khất sĩ nào muốn chỉ khất thực mà không muốn đến nhà đàn diệt thọ trai thì được phép chỉ đi khất thực. Nhưng những vị khác có thể đáp lời mời của giới cư sĩ tới nhà thọ trai và thuyết pháp. Vị khất sĩ nào muốn chỉ lượm vẽ rách và giải dụng để may thành y thì được phép chỉ lượm vẽ rách và giải dụng để may thành y. Nhưng những vị khác có thể thọ nhận y của giới đàn diệt cúng dường, với điều kiện là không có quá 3 y. Vị khất sĩ nào chỉ muốn ngủ dưới gốc cây thì được phép chỉ ngủ dưới gốc cây. Nhưng những vị khác có thể ngủ trong tăng xá, tịnh xá và ngủ tạm tại nhà cửa ở thành phố hay thôn lạc khi cần thiết. Vị nào muốn chỉ ăn chay thì được phép chỉ ăn chay. Nhưng những vị khác có thể tạm thọ nhận thức cúng dường mà đàn diệt đã làm sẵn, trong đó có ngũ tịnh nhục, nghĩa là những vị đàn diệt này đã không vì các vị khất sĩ mà sát sinh. Đề Bà Đạt Đa, theo pháp chế hiện thời, các vị khất sĩ có đủ cơ hội để tiếp xúc và hướng dẫn người cư sĩ, nhất là những người mới có duyên tiếp xúc lần đầu với đạo giác ngộ. Đại đức Đề Bà Đạt Đa thưa: Như vậy là Thế Tôn không chấp nhận pháp chế 5 điểm. Không, Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận pháp chế của Thầy đề nghị. Đề Bà Đạt Đa cúi chào Phật và trở về chỗ ngồi, miệng mỉm cười, không có vẻ gì thất vọng. Tối hôm ấy,
Phật nghĩ lại tịnh xá ở tu viện Trúc Lâm, người nói với Đại Đức A Nan Đà: A Nan Đà, Như Lai biết tâm trạng của Đề Bà Đạt Đa, Như Lai nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn khất sĩ. Một hôm, đi khất thực trong thành phố Dương Xá, Đại Đức A Nan Đà gặp Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Hai người dừng lại bên đường để nói chuyện. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa cho Đại Đức A Nan Đà biết là từ nay trở đi, Đại Đức sẽ tổ chức những lễ tụng giới Bố Tát, Tự Tứ và An Cư Riêng trong giới các vị đệ tử và thân hữu khất sĩ của Đại Đức, không còn làm chung với giáo đoàn khất sĩ do Phật lãnh đạo như trước. Buồn bã, Đại Đức A Nan Đà về bạch lại với Phật: Lễ Bố Tát thường được thực hiện tại tu viện Trúc Lâm. Đại Đức A Nan Đà nhận thấy kỳ Bố Tát này có hàng trăm vị khất sĩ vắng mặt. Số lượng các vị này ít nhất là 300. Chắc hẳn là họ đi dự lễ Bố Tát trên tu viện tượng đầu do Đại Đức Đề Bà Đạt Đa tổ chức. Lễ Bố Tát và tụng giới cử hành xong, một số các vị khất sĩ tìm tới tịnh xá gặp Phật. Họ nói: Thế Tôn, những người bên phía Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã đến với chúng con. Họ nói rằng chúng con nên theo về giáo đoàn do sư huynh Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo, bởi vì bên ấy pháp chế nghiêm chỉnh hơn pháp chế của Thế Tôn nhiều. Họ đưa ra pháp chế 5 điểm, pháp chế mà Thế Tôn không chấp nhận trong kỳ pháp thoại vừa rồi. Họ nói, tu hành như bên Trúc Lâm thì sướng quá, có khác gì người không tu đâu. Phật dạy pháp thiểu dục và tri túc, nhưng không chấp nhận pháp chế 5 điểm để thực hành cho đúng mức những phép ấy. Như vậy là mâu thuẫn. Thế Tôn, chúng con đã không nghe lời sư huynh Đề Bà Đạt Đa. Chúng con có đức tin nơi Phật, nơi trí tuệ và sự xét đoán của người. Nhưng có rất nhiều vị khất sĩ trẻ chưa có kinh nghiệm, nhất là những vị xuất thân từ gia chi do Đại Đức Đề Bà Đạt Đa thế độ. Những vị này thấy pháp chế 5 điểm khổ hạnh rất là hấp dẫn và đã đi theo về bên ấy. Chúng con xin tin để Thế Tôn biết. Phật dạy: Xin các thầy đừng quá lo lắng về vụ này. Điều quan trọng nhất là tự mình phải tu học và sống đời sống phạm hạnh cho xứng đáng. Mấy hôm sau, y sĩ Kỳ Bà lên thăm Phật ở trên núi Linh Thú. Y sĩ cho Phật biết là trên 500 vị khất sĩ đã theo về phía Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã đưa tất cả về trung tâm tượng đầu ở đỉnh tượng đầu và lập đại bản doanh của giáo đoàn độc lập ở đấy. Y sĩ cũng cho Phật biết là một cuộc vận động khác cũng đang âm thầm diễn biến trong lĩnh vực chính trị, trong đó có Đại Đức Đề Bà Đạt Đa có dính líu quan trọng, và ông đề nghị với Phật nên chính thức tuyên bố khai trừ Đại Đức Đề Bà Đạt Đa ra khỏi giáo đoàn khất sĩ. Tin Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lập giáo đoàn riêng làm chấn động hết mọi giới. Đi đâu các vị khất sĩ cũng bị quần chúng chất vấn. Tất cả các thầy đều được Đại Đức Xá Lợi Phất dặn là chỉ nên trả lời như sau: Án tài đức của Đề Bà Đạt Đa trước đám đông, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, ngày xưa tán thán tài đức của sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con đã nói sự thật. Vậy bây giờ, nếu tố giác Đề Bà Đạt Đa, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, nếu bây giờ đi tố giác sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con cũng sẽ nói sự thật. Phật dạy, vậy thì có gì là vướng ngại đâu, vấn đề là nói ra sự thật mà thôi. Những ngày sau đó, trong dịp tiếp xúc với quần chúng, các vị khất sĩ báo tin cho thiên hạ biết là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã bị khai trừ ra khỏi giáo hội. Các vị khất sĩ cũng nói thêm, từ nay Phật và giáo đoàn không còn chịu trách nhiệm gì về hành động của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa nữa. Trong khi đó, hai Đại Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Họ không mở miệng để nói bất cứ một lời nào, dù được quần chúng hỏi. Thấy thái độ ấy, Đại Đức A Nan Đà hỏi: Các sư huynh không nói gì hết, có lẽ các sư huynh đã có chủ ý. Sư huynh A Nan Đà, đúng như vậy. Chúng tôi có chủ ý, chúng tôi sẽ phụng sự Phật và giáo đoàn bằng những phương tiện khác. Trong giới quần chúng, có những người xì xào bàn tán,
cho rằng các vị khất sĩ tố cáo giáo đoàn độc lập vì thù ghét và ganh tị. Nhưng cũng có nhiều người nghĩ rằng có những lý do sâu kín bên trong mà họ chưa thấy được. Những người này vẫn có đức tin vững chãi nơi Phật và giáo đoàn. Một buổi sáng, trong lúc trời còn mưa gió nặng nề, dân chúng ở thủ đô được tin là hoàng thượng Tần Bà Sa La thoái vị và nhường ngôi cho con là hoàng thái tử A Xà Thế. Lễ đăng quang của thái tử sẽ được tổ chức trong vòng 10 hôm vào ngày trăng tròn sắp tới. Tin này Phật không được nghe trực tiếp từ quốc vương Tần Bà Sa La mà đã nghe qua các vị khất sĩ. Từ trước đến nay chưa bao giờ vua Tần Bà Sa La lấy một quyết định quan trọng như thế mà không trực tiếp báo tin cho Phật biết. Mấy hôm sau, Kỳ Bà lên hầu Phật và xin phép được nói chuyện riêng với người. Phật mời ông đi thiền hành với Phật trên sườn núi. Hai thầy trò im lặng đi và thở. Đến cuối thiền lộ, Phật chỉ vào một phiến đá mời Kỳ Bà ngồi. Người cũng ngồi xuống một phiến đá khác. Kỳ Bà cho Phật biết là hoàng thái tử A Xà Thế đã ra lệnh nhốt vua Tần Bà Sa La trong cung cấm và không cho ai ra vào thăm hỏi, trừ hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng thái tử cũng bắt giam hai vị đại thần thân tín nhất của vua vì sợ những người này âm mưu cản trở việc lên ngôi của hoàng thái tử. Ban đầu thì thái tử chỉ cấm không cho hai người này vào thăm vua thôi, nhưng sau đó vì chưa an tâm nên thái tử bắt giữ luôn họ. Gia đình các vị này được thông báo là các vị được lưu lại ăn ngủ trong cung để luận bàn chính sự trong vòng 7 hôm. Sự thật thì họ đang bị nhốt trong cung cấm, mỗi người một phòng riêng. Y sĩ Kỳ Bà cho Phật biết là những chuyện trên hoàn toàn được giữ bí mật. Sở dĩ ông được biết là vì ông đã có cơ hội tới chữa trị cho hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng hậu đã thuật lại hết sự thật cho ông và nhờ ông lên núi bạch với Phật tất cả tự sự. Kỳ Bà kể cho Phật nghe chi tiết của tất cả những gì đã xảy ra. Một hôm, cách đây gần cả tháng, Ngự Lâm Quân thấy thái tử đột nhập vào cung vua trong đêm khuya. Thấy dáng dấp thái tử có vẻ khả nghi, Ngự Lâm Quân đã chặn thái tử lại để lục soát và tìm thấy một thanh gươm giấu trong áo của thái tử. Họ đưa thái tử vào gặp vua, trình lên vua thanh gươm và kể lại tự sự. Vua hỏi: "À Xà Thế, ban đêm cô mang gươm vào cung để làm gì?" "Tâu phụ vương, con muốn hành thích phụ vương." "Tại sao con lại muốn giết ta?" "Tâu phụ vương, con muốn làm vua." "Làm vua thì làm vua, tại sao con phải giết cha? Nếu con muốn làm vua, con chỉ cần nói lên một tiếng là ta thoái vị lập tức và con có thể lên làm vua ngay." "Tâu phụ vương, con không biết như vậy. Con đã lỡ lầm. Con xin phụ vương tha tội cho con." "Ai đã xúi dục con làm chuyện này?" Thái tử A Xà Thế im lặng. Vua gạn hỏi một hồi thì thái tử tiết lộ là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Vua cho gọi hai vị đại thần thân tín của vua vào cung. Ngay lúc nửa đêm, vua thuật hết cho họ nghe và hỏi ý kiến của họ. Một vị nói rằng tội ám sát vua là tội phải chịu xử trảm và đề nghị đem chém đầu các tội phạm, trong đó có thái tử A Xà Thế, khất sĩ Đề Bà Đạt Đa và tất cả các vị khất sĩ. "Trẫm không muốn giết A Xà Thế vì nó là con của trẫm. Trẫm cũng không muốn giết các vị khất sĩ bởi vì các vị khất sĩ đã từng tuyên bố là họ không chịu trách nhiệm về hành động của Đề Bà Đạt Đa. Trẫm thấy trong vụ này, Phật là người sáng suốt nhất. Người đã tiên đoán được những gì sẽ xảy ra, cho nên người đã cho công bố không chịu trách nhiệm về Đề Bà Đạt Đa. Trẫm cũng không muốn giết Đề Bà Đạt Đa, vì dù sao Đề Bà Đạt Đa cũng là một vị khất sĩ nổi tiếng và lại là em chú bác của Phật." Vị đại thần thứ hai lên tiếng: "Lòng từ bi của bệ hạ thật không ai có thể sánh bằng. Bệ hạ thật xứng đáng là học trò của Đức Thế Tôn. Vậy bệ hạ định thu xếp như thế nào?" Vua nói: "Ngày mai
trẫm. Trẫm sẽ hạ chiếu cho bạc dân thiên hạ biết là trẫm thoái vị và nhường ngôi cho con trẫm là A Xà Thế. 10 hôm sau thái tử sẽ đăng quang. Vậy còn tội mưu sát, trẫm tha thứ cho con trẫm và cho khất sĩ Đề Bà Đạt Đa, mong rằng hai người thấy được tấm lòng của trẫm mà học được chút gì từ đức độ của trẫm. Hai vị đại thần lạy xuống, thái tử A Xà Thế cũng lạy xuống. Vua dặn các quan giữ nội vụ thật bí mật và thi hành ngay những quyết định của vua bắt đầu từ giờ phút ấy. Ngay sau khi chiếu chỉ thoái vị của vua được ban hành, Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã về ngay kinh đô để hội kiến với thái tử. Thái tử có nói với Hoàng hậu Di Đề Hy là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã được thái tử mời về để bàn luận về lễ đăng quang của thái tử. Nhưng Hoàng hậu cho biết, chỉ hai hôm sau cuộc đàm luận đó, thái tử đã lệnh cô lập vua trong cung cấm và bắt giữ luôn hai vị đại thần. Y sĩ Tỳ Bà nói, lạy Phật, con mong là sau lễ đăng quang, A Xà Thế sẽ trả tự do lại cho Thượng Hoàng và cho hai vị đại thần bị giam giữ. Trình xong mọi việc, Kỳ Bà lạy Phật và xuống núi. Ngày mai lại, Phật tiếp sứ giả của triều đình mời Phật và các vị khất sĩ tới dự lễ đăng quang của thái tử. Chính quân đội đi tổ chức kết nghinh môn và treo cờ đèn ở khắp nơi trên thủ đô. Phật được cho biết là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa và trên 600 vị khất sĩ theo thầy đều đã có mặt tại thủ đô để tham dự lễ đăng quang này. Phật cho gọi Đại Đức Xá Lợi Phất, người nói: Này Xá Lợi Phất, Như Lai sẽ không về kinh dự lễ đăng quang, và Như Lai mong rằng tất cả các vị khất sĩ của giáo đoàn cũng không nên về kinh dự lễ. Chúng ta không nên can dự vào công việc ác đức này. Đại Đức Xá Lợi Phất nói: Lại Phật, con hiểu. Con sẽ thông bạch với đại chúng là Thế Tôn sẽ không về dự lễ đăng quang, và Thế Tôn muốn các vị khất sĩ trong giáo đoàn cũng không về dự lễ này. Và Đại Đức rút luôn. Ngày lễ đăng quang của vua mới đã tới, không thấy Phật và các vị khất sĩ trong giáo đoàn do người lãnh đạo, quần chúng bắt đầu đặt câu hỏi. Và từ câu hỏi, họ tìm ra được sự thật. Họ biết Thượng Hoàng và hai vị đại thần đang bị giam giữ. Họ biết được là sau lễ đăng quang, vua mới cũng không trả tự do lại cho Thượng Hoàng và hai vị đại thần này. Họ bắt đầu. Vào thời Đức Phật giáo hóa chúng sinh ở thành Phong Đức, bấy giờ cách thành 500 dặm có một ngọn núi. Nơi đây có một thôn làng với khoảng 50 đến 60 hộ gia đình đang sinh sống. Trong thôn có một gia đình nghèo, người vợ mang thai 10 tháng và sinh đôi được hai đứa con trai rất tuấn tú khôi ngô. Cha mẹ hết mực thương yêu và liền đặt tên cho chúng. Một đứa tên là Sông Đức, còn đứa kia tên là Sông Phước. Khoảng 50 đến 60 ngày sau, có một hôm, người cha của chúng lùa trâu trở về và nằm nghỉ trên giường, còn người mẹ của chúng thì ra đồng nhặt củi chưa về. Khi ấy, hai đứa bé này liếc trái nhìn phải mà không thấy cha mẹ nên chúng liền than trách với nhau. Một đứa bé nói rằng: Ở đời trước khi sắp đắc đạo, mình ngồi ngay thẳng và khởi niệm ngu si mà bảo rằng thọ mạng là thường còn, nên phải đọa sinh tử nhiều không thể tính kể số kiếp. Mãi cho đến nay mới được sinh làm con trong gia đình bần cùng, ở trong nhà tranh, mặc áo vải thô để che thân và dùng thức ăn nước uống đạm bạc mà nuôi sống. Cứ như thế thì đến bao giờ mới đắc đạo? Đây đều là do ở đời trước tham luyến phú quý và buông thả thân tâm, vui sướng chỉ một lát mà từ đó đến nay luôn mãi chịu khổ. Hôm nay u sầu khổ não và cũng chẳng biết nơi nào để cậy trông. Một đứa bé khác nói rằng: Con mình ở lúc trẻ ưa thích vui chơi
mà chẳng tinh tấn tu hành nên khiến cho nhiều đời phải tao ngộ biết bao khổ nạn. Đây đều là do tự mình làm, chứ chẳng phải do cha mẹ làm. Bây giờ chúng ta cùng chung thọ báo, thử hỏi trách ai được đây? Khi nghe hai đứa con than thở như thế, người cha vô cùng kinh hãi và cho là quỷ đến gieo rắc tai ương. Ông nghĩ, làm sao hai đứa bé chỉ sinh mới vài chục ngày mà có thể nói ra những lời đó, e rằng về sau chúng sẽ giết hại thân tộc. Thừa lúc chúng còn nhỏ chưa lớn, mình hãy giết chúng đi. Và thế là người cha kinh hoàng chạy ra ngoài và đóng cửa lại, rồi ông ra đồng lấy củi và muốn thiêu chết chúng. Đúng lúc cô vợ trở về, khi thấy thế nên hỏi chồng rằng, anh định lấy củi này để làm gì? Người chồng trả lời, thật hết sức kinh quái, hai đứa con của chúng ta đã tâm sự với nhau. Đó chắc chắn là quỷ để đến phá hoại gia tộc, thừa lúc chúng còn nhỏ anh muốn thiêu chết chúng. Khi cô vợ nghe thấy, trong lòng ngạc nhiên và do dự chưa tin, hai vợ chồng quyết định đợi thêm vài ngày nữa để nghe lén chúng nói chuyện. Đến ngày hôm sau, hai vợ chồng giả vờ cùng ra ngoài rồi núp lại để nghe ngóng. Quả nhiên, hai đứa trẻ ở trong nhà cũng lại than trách lẫn nhau như trước đây. Khi được nghe chúng nói chuyện với nhau thêm lần nữa, hai vợ chồng hết sức kinh quái. Họ liền cùng nhau âm thầm chất củi và muốn thiêu sống chúng. Với thiên nhãn thông, Đức Phật nhìn thấy hai vợ chồng này muốn thiêu chết hai đứa con của mình. Với lòng thương xót và do biết phước đức của hai đứa bé ở đời trước đáng được hóa độ, Ngài đi đến thôn đó rồi phóng quang minh chiếu sáng khắp nơi. Bấy giờ, trời đất chấn động mạnh, sông núi và tất cả cây cối đều thành màu vàng. Khắp kẻ lớn, người nhỏ trong thôn đều kinh ngạc và cùng đến chỗ của Phật rồi đảnh lễ Phật, và không ai là chẳng hoan hỷ. Họ biết Đức Phật là bậc chí tôn, không một ai trong ba cõi có thể sánh bằng. Sau đó Đức Phật đến nhà của hai đứa bé song sinh. Khi thấy quang minh của Phật, hai đứa bé vui mừng khôn xiết. Cha mẹ của chúng cũng kinh ngạc, rồi mỗi người bồng một đứa bé đến trước chỗ của Phật. Họ hỏi Đức Thế Tôn rằng, thưa Thế Tôn, hai đứa bé này mới lọt lòng khoảng 50 đến 60 ngày mà đã nói chuyện với nhau. Đây quả là điều kỳ quái. Chúng con sợ chúng sẽ gây tai họa cho gia tộc nên định dùng lửa thiêu chết. Đúng lúc Phật đến đây và còn chưa kịp thiêu, chúng con không biết hai đứa bé này là yêu tinh quỷ quái phương nào. Kính mong Thế Tôn hãy nói ra hai đứa bé này sẽ mang đến tai vạ gì. Khi thấy Phật, hai đứa bé vui mừng hớn hở. Khi Đức Phật nhìn thấy hai đứa bé, Ngài mỉm cười. Bây giờ từ trong miệng của Phật có ánh sáng năm màu phóng ra và chiếu sáng khắp đất trời. Phật bảo cha mẹ của hai đứa bé và toàn thể dân làng rằng, hai đứa bé này không phải là yêu ma quỷ quái, mà là hai đứa con phước đức. Vào thời của Đức Phật Ẩm Quang, hai đứa bé này đã từng là đạo nhân. Họ là đôi bạn từ thuở nhỏ và đồng chí hướng xuất gia tu đạo. Ai nấy đều rất tinh tấn và sắp sửa đắc đạo. Nhưng bỗng nhiên họ dấy khởi vọng tưởng nên cả hai đều bị trở ngại. Họ khởi vọng tưởng yêu thích vinh hoa của thế gian, nghĩ tưởng nương nhờ phước đức để sinh lên trời, hoặc sinh xuống nhân gian làm vua chúa hay trưởng giả. Khi hốt nhiên khởi những ý này, họ liền thoái chuyển và không thể đắc tịch diệt. Trải qua liên tục nhiều kiếp, họ luôn bị sinh tử lôi dắt và thường sinh đôi với nhau. Cho đến mãi hôm nay, họ mới gặp Phật ở thế gian. Do nhờ công đức cúng dường Phật thổi quá khứ, nên đường phước lực mà được hóa độ. Khi diệt tội, phước liền sinh và họ tự biết việc của đời trước. Bởi vậy mà hôm nay Thế Tôn đến đây là để hóa độ chúng. Nếu không đến hóa độ, ta e chúng sẽ bị lửa thiêu chết. Lúc bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng, trượng phu tâm vô cầu, nơi ở tuệ sáng soi, dù gặp vui hay khổ, thái độ chẳng tự cao, thánh hiền xa việc đời, chẳng mong tiền và con, giữ giới luôn tu đạo, không tham tà phú quý, người trí biết niệm động, như cây giữa bãi cát, bằng hữu chí chưa vững, theo ý nhiễm bụi trần. Khi Phật nói lời ấy xong, hai đứa trẻ nhìn Đức Phật, rồi thân thể của chúng liền tự nhiên phục lớn như đứa trẻ 8 tuổi.
họ liền trở thành Cần Sách Nam và đắc đạo ứng dân. Khi dân làng thấy tướng hảo quang minh của Phật và lại thấy thân hình của hai đứa bé tự nhiên vụt lớn, họ đều vui mừng khôn xiết và đắc quả nhập lưu. Còn sự hoài nghi của cha mẹ hai đứa bé thì được giải trừ và cũng được pháp nhãn thanh tịnh. Theo nhân quả nhà Phật, nếu chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta ra sao, thì con cái chúng ta sau này cũng làm y như thế ấy, có phần chua chát hơn nữa. Ân oán mà. Có câu danh ngôn, nếu ta bắn vào quá khứ một viên súng lục, thì tương lai sẽ trả lại ta một quả đại bác. Đôi giỏ ngu muội. Người Nhật có câu chuyện cổ. Thuở xưa có một gia đình nông dân quê mùa, nhà có cha mẹ già nua. Ông nghĩ cha mẹ già rồi, cực thân không làm gì được, lại tốn của cải. Một hôm, ông đang hai cái giỏ chắc chắn để cha mẹ vào và gánh lên núi sâu để bỏ. Anh chuẩn bị một ít lương thực cho cha mẹ sống tạm, trên vai lại gùi theo đứa con nhỏ. Đến nơi đặt cha mẹ xuống, anh không thấy lương thực mang theo đâu nữa. Anh hỏi cha mẹ có thấy không? Cha anh nói, cha đã bỏ trên đường đi rồi. Sao cha lại bỏ? Lấy gì mà ăn? Đường xa và lạ, cha sợ con bị lạc không biết đường về, nên bỏ rơi vải trên đường, con nương theo đó mà về nhà. Anh ta hết sức xúc động với tình của cha. Liền khi đó đứa con nhỏ bảo, cha nhớ mang hai cái giỏ về cho con. Con lấy hai cái giỏ làm gì? Để khi cha mẹ già, con mang bỏ lên non, khỏi phải đan cái khác. Nghe đến đây, chàng trai quỳ xuống xin mẹ cha tha thứ và điệu cha mẹ về nhà sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. Biện minh. Thầy có một người bạn ở Quảng Ngãi. Anh này thuộc dạng có chí. Anh thi vào trường Đại học Y Dược thành phố rớt 13 lần. Lần thứ 14 mới đậu, nên bạn bè đặt cho anh cái biệt danh là Đại tá, bởi vì cấp bậc quân đội từ binh nhất đến đại tá qua 13 cấp bậc: binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá. Anh học 6 năm đại học, học thêm chuyên khoa cấp 1 2 năm nữa. Tổng cộng 21 năm chưa về thăm nhà. Anh ra trường làm 5 năm nữa là 26 năm. Cha mẹ anh ngày nhớ đêm mong, muốn anh về thăm quê một lần. Nhưng anh sĩ diện, bác sĩ mà bèo quá, sợ quê với xóm làng. Nên anh viết mấy câu thơ gửi về cho cha. Lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi. Tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi. Chuyện cơm áo, tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Thật là xót xa cho một người con, chỉ biết tới mình, không hiểu được tâm tư tình cảm của cha mẹ mình. Như thế chưa đủ. Một bà cụ ở miền Tây có đứa con gái là Việt Kiều Mỹ. 10 năm rồi cô chưa về thăm mẹ. Thời gian thì càng ngày làm lưng mẹ còng thêm. Mỗi tháng cô gửi 100 đô về cho mẹ và một lá thơ. Nội dung y như nhau, chỉ thay đổi ngày tháng cho phù hợp. Chắc phô tô một bản, lúc đầu bà mẹ còn đọc. Sau bà không đọc vì đã thuộc nằm lòng. Khi bà qua đời, cô gái vội bay về khóc lóc, làm đám tang linh đình. Khi khui rương của mẹ, cô ngỡ ngàng. Bao nhiêu lá thơ còn nguyên chưa mở, dĩ nhiên là tiền bà cũng chưa xài. Bà viết một lá thơ cho cô, nội dung: mẹ già rồi, ăn uống có bao nhiêu, những thứ này mẹ không cần, mẹ chỉ cần gặp mặt con. Chúng ta luôn cho mình đúng. Khi những điều gì cha mẹ làm sái ý ta, ta lại dỗi hờn, có khi oán giận. Nhưng ta có bao giờ hiểu hết cha mẹ hay không?
bất hiếu. Một gia đình nọ ở miền Tây, hai vợ chồng già trên 70 tuổi, sống trong một chòi lá tồi tàn ở ven sông. Cuộc sống nghèo khổ, khó khăn, làm da họ nhăn nheo, lưng còng hơn trước tuổi. Đâu có ai ngờ rằng họ có đến 10 người con, có trai, có gái, nhà ai cũng khá giả. Lấy làm lạ là tại sao họ không ở với bất cứ đứa con nào mà lại tự lực cánh sinh như vậy? Bội bạc. Qua tìm hiểu mới biết, vợ chồng trước đây cũng khá giả, do nuôi 10 đứa con ăn học, của cải cũng theo ngày tháng bay đi. Rồi hai vợ chồng cưới gả từng đứa một cho ra riêng và chia cho chút tài sản làm vốn liếng. Đến đứa con trai út thì hai vợ chồng giao hết tài sản để thảnh thơi tuổi già. Ngặt nổi con dâu út quá tính toán, hay nhằn nhủi với chồng, so đo tại sao có đến 10 anh em mà ba má lại cứ ở nhà ta. Ai cũng hưởng của cải, gánh nặng thì chỉ có gia đình mình. Một hôm hai vợ chồng bàn mưu tính kế, chúng bảo: "Ba má già rồi, cực khổ bao nhiêu năm trời nay, bây giờ nên nghỉ ngơi, đi đến các nhà anh chị con, ở một nơi 10 ngày cho anh chị con vui." Và tất cả đều đồng ý phương án này rất hay. Khi đến nhà người con trai đầu, ở chưa đến 10 ngày, thì ông bà nghe con dâu nhắc chồng: "Ba má ở nhà ta hết 9 ngày rồi đó anh." Chồng tuy thương cha mẹ, nhưng cũng phải tính theo hợp đồng, nên nói với ông bà: "Nhà con đơn chiếc không ai chăm sóc ba má, vậy ba má qua nhà cô ba, có mấy đứa cháu lo cho ba má chu đáo hơn." Hôm sau, ông bà quẩy hành lý qua nhà con gái thứ ba. Ở đôi ba hôm, vào đêm nọ, thằng rể đi nhậu về mắng vợ: "Tao chỉ cung phụng cha mẹ của tao thôi, còn ai khác thì đừng hòng." Sợ gia đình con mình xào xáo, nên hôm sau ông bà qua người con trai thứ tư. Và cảnh đó cứ diễn đi diễn lại, làm cho ông bà hết sức bất an. Con trai thì sợ con dâu, con gái thì sợ chồng mình nói này nói nọ, đâm ra lục đục trong nhà. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định ra ở riêng, diện cớ là ở cho thanh tịnh. Không biết hai vợ chồng già lúc bệnh hoạn, ốm đau thì xoay sở ra sao? Con đông mà lại... Gia đình nọ 5-7 đứa con, ai nấy đều thành đạt, có người làm giám đốc này công ty nọ. Khi bà mẹ già bệnh vào bệnh viện, biết là bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, anh em họp lại mang bà về nhà. Chúng nói: "Ung thư giai đoạn cuối, cả thế giới bó tay, trị làm gì? Đầu tư không hiệu quả, chỉ kéo dài sự đau đớn thôi." Ngụy tạo. Khi mang bà mẹ về nhà, không có viên thuốc nào. Có người thấy lạ hỏi, chúng nói cho uống thuốc kéo dài thêm sự đau khổ mà thôi. Thấy bà đau đớn quá, chú ở cạnh nhà chịu không nổi, lén các con bà mua thuốc giảm đau cho bà uống. Đến lúc bà chết, chúng họp gia đình cấp tốc bàn về lo hậu sự. Anh hai làm giám đốc chỉ thị cho các em không ai được dính dáng vào. Anh hai thay cha mẹ nên lãnh lò đám, tức thầu đám, lời ăn lỗ chịu. Ông làm giám đốc, quan hệ rộng, ý nghĩa càng hay. Đám ma của bà thật linh đình, đâm huyết hơn 10 con heo đãi khách. Ở nông thôn mà có cả kèn tây, đoàn gánh hát, múa lân. Cả xóm cả làng kéo nhau đi xem như trảy hội. Họ nói đám ma bà Bảy vui quá. Chúng xây lăng mộ to đùng như biệt thự. Ai ai cũng trầm trồ khen là con bà Bảy có hiếu quá tai. Khi bà nằm trên giường bệnh, không thấy ma nào đến. Nhưng lúc di quan, tất cả các cô con gái xuất hiện, gương mặt thảm não. Người bứt đầu, bứt tóc, kêu la, kể lể thảm thiết. Có người biết chuyện, buông những câu thở dài ngao ngán. Che mắt thế gian. Bất nhân. Ở Long An, một bà lão có đứa con trai yêu quý. Sau khi cưới vợ cho nó xong, bà đưa hết vốn liếng, tiền bạc, đất đai cho hai vợ chồng quán xuyến. Bà cũng đến lúc ngơi nghỉ sau mấy chục năm lặn lội thân cò. Ngặt nổi, thằng con trai mê số đề, cô vợ thì mê bài tứ sắc. Lần lần của cải bay đâu hết,
đất đai cũng cầm cố luôn. Nợ nần tứ văng, nghe lũ bạn xấu nói, mấy bà già hay thủ của cải, mày không biết chứ, má tao hôm trước cũng nói hết tiền, vậy mà khi bà chết mới lòi ra mấy cây vàng, tao chắc chắn má mày còn giấu vàng. Nghe vậy, sau khi nhậu xỉn, lấy can đảm, anh ta về nhà đòi mẹ đưa tiền, đưa vàng. Bà nói, có bao nhiêu mẹ đã giao con hết, còn đâu nữa. Nó không tin, xô đẩy, bảo bà một hai phải đưa. Chẳng may bà bị té ngã người ra sao, chấn thương sọ não chết. Anh ta đi ở tù, để lại cô vợ và hai đứa con nhỏ xíu, không tiền, không tài sản. Đua đòi. Cô bé con nhà chẳng khá giả gì, học lớp 12, thấy bạn bè có xe mới, nào Attila, Way, còn mình thì chạy chiếc xe cúp 50 cũ mềm. Mẹ làm công nhân may, cha chạy xe ôm. Về đòi cha mẹ mua xe mới, cha hứa vào đại học thì cha sẽ mua. Vậy mà nó dùng dằn đòi nghỉ học cho con của ông dốt luôn. Nếu không mua xe cho tôi sẽ cho con ông chết luôn. Bà nó nói, cha không đủ tiền để vô chân hụi vài tháng đã. Nó không cần biết điều đó, nó chỉ biết đến xe mới cho bằng bạn bè mà thôi. Bà không đáp ứng, nó liền tự giận chết, để lại bao đau thương cho cha mẹ, áy náy suốt đời vì lo không đầy đủ cho con. Con đâu biết, cha đã quá chất giả, thức khuya dậy sớm, kiếm từng đồng từng cắc. Có bao giờ ba mặc bộ quần áo đẹp chưa? Có bao giờ ba có đôi dép mới không? Con có biết, khi con ngon giấc say nồng, thì cha đang gác tay lên trán, lo xem ngày mai phải chở hàng cho những ai, được bao nhiêu tiền. Ân hận muộn màng. Bình Sa Dương. Lòng cha mẹ là như vậy đó. Có khi những đứa con hiểu ra thì cha mẹ không còn nữa. Có tiếc thương, có nuối tiếc cũng đã muộn màng, vì cha mẹ chỉ có một mà thôi. Một câu chuyện cảm thương vào thời Đức Phật. Con của vua Tần Bà Sa La, tức Bình Sa Dương, là Thái tử A Xà Thế. Sau khi Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Phật cho lãnh đạo giáo đoàn không thành công, ông quay qua dụ Thái tử A Xà Thế cướp ngôi vua cha, để lợi dụng vào đó ông xây dựng quyền lực. Thái tử A Xà Thế nghe theo và cướp ngôi vua cha của mình. Kế hoạch bị bại lộ, tất cả đều bị bắt. Vua Tần Bà Sa La nói, con thích ngôi vua, sao không nói với cha? Cha sẵn sàng nhường ngôi lại cho con, sao con khờ vậy? Cái gì thuộc về cha đều cho con hết mà. Nếu con thích ngai vàng như thế, thì cha sẽ nhường lại cho con. Nói vậy xong, ông chọn ngày nhường ngôi cho con, và lễ đăng cơ đã diễn ra trong lời chúc tốt đẹp của quần thần. Đề Bà Đạt Đa nói với A Xà Thế, như vậy cũng chưa chắc đâu, ông ta còn sống, có ngày ông ta lấy ngôi vua lại. Vua A Xà Thế tin theo và bắt cha mình giam vào ngục, không cho ăn uống, để ông chết lần chết mòn. Thấy cha lâu quá không chết, vua sai thợ cạo vào cắt gân cha để ông mau chết. Vua Tần Bà Sa La hết sức đau đớn, chỉ biết hướng về Đức Phật. Một hôm, vợ của vua A Xà Thế chuyển dạ, sanh được một hoàng tử. Vua hết sức vui mừng, khắp khởi. Một người cha có đứa con đầu lòng vui như đứa trẻ thơ, chạy đến cho mẹ hay tin cháu nội bà mới chào đời, khôi ngô tuấn tú. Vua nói, mẹ ơi mẹ, khi sanh con ra, cha của con lúc ấy như thế nào hả mẹ? Cha con có thương con như con thương con của con không mẹ? Con có biết không, khi con có mấy ngày tuổi, trên tay con có nổi một cái mục nhỏ xíu. Con đau đớn la khóc, cha phải thức cả đêm dỗ con. Sợ con đau, cha lấy miệng ngậm vào tay nổi mục đó. Và chẳng may, cái mục đó bể ra, nào nước vàng, nào máu mủ. Cha ghì chặt tay con vào và nuốt hết mủ máu vào bụng, sợ nhả ra con bị đau. Nghe đến đây, vua A Xà Thế tỉnh ngộ. Nhà vua sai quân lính thả vua Tần Bà Sa La ra, nhưng không kịp nữa rồi, ông đã chết trong tử ngục. Vua A Xà Thế có hối hận thì cũng đã muộn màng.
hoa thơm, cỏ lạ. Bà Sophia lần dò từng bước như một người mù. Từ ngày chồng bà qua đời, đứa con trai là niềm vui duy nhất của bà. Sophie vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin. Anh đang xin việc, điều anh bận tâm là mẹ. Anh không thể để bà ở nhà một mình không ai chăm nom. Cặp kính cận đen. Anh rất thương mẹ. Khi cha anh mất, bà chưa đầy 30. Bà tần tảo nuôi anh ăn học, hy sinh cả quãng đời son trẻ. Biết bao người ngỏ lời, nhưng bà nhất quyết chối từ. Bà viện lý do lớn tuổi rồi. Nhưng Sophie hiểu mẹ mình hơn ai hết. Vì anh mà mẹ không tái giá. Bà sợ cảnh cha ghẻ mẹ gì làm ảnh hưởng đến sự học tập và tương lai của con. Đôi mắt bà mỗi ngày một mờ đi. Bác sĩ nói bà bị viêm giác mạc. Lấy thuốc uống bớt rồi ngưng. Bà tiếp tục tảo tần, mua thúng bán bưng, chạy dạy tiền nuôi con. Nào tiền học phí ở trường, học thêm Anh văn, vi tính. Nào tiền tập dở, áo quần, điện nước. Cũng đủ cho bà mệt lả. Cực nhưng bà vui vì con bà ngoan, học giỏi, không hút thuốc hay rượu chè như bao thanh niên khác. Ngoài giờ học, anh về nhà giúp mẹ mọi việc. Có khi bắt nồi cơm, có khi quét nhà, giặt giũ, sửa sang trong ngoài để mẹ đỡ cực hơn. Anh nghĩ cả đời mẹ vì mình, nếu mình không học tập tốt thì không xứng đáng. Anh thường tranh thủ đến chùa, khi thì bó hoa tươi, khi thì bọc trái cây dâng lên cúng Phật, cầu nguyện cho mẹ mạnh khỏe, sống đời bên anh để anh có thời gian báo đáp công ơn cù lao của mẹ. Đôi mắt bà Sophia càng ngày càng mờ. Khi anh học đại học năm thứ hai thì bà hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Bác sĩ bảo giác mạc của bà đã bị tổn thương nặng, không thể phục hồi. Chỉ có cách duy nhất là thay võng mạc. Giá thị trường hiện nay là 4.800 đô. Anh chỉ còn biết đưa mẹ về nhà. Anh hứa với lòng khi nào anh làm có tiền, điều đầu tiên là đi thay giác mạc mắt cho mẹ. Bà Sophia không thấy đường nên không thể mua bán được nữa. Bà chỉ làm những việc giặt giảnh và tựa cửa đợi con đi học về. Có lúc bà tự bắt cơm, có lần suýt cháy nhà. Sophie vừa đi học vừa làm thêm, dạy kèm. Anh làm đủ nghề miễn sao kiếm ra tiền. Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp đại học với bảnh bằng loại khá. Thời gian này anh dành dụm được ít tiền vì không phải đóng tiền học và sách vở nữa. Nếu anh đi làm, dĩ nhiên phải đi công tác. Những lúc ấy ai chăm sóc mẹ? Nên anh quyết định giá nào cũng phải thay giác mạc mắt cho mẹ. Thứ nhất, để mẹ nhìn thấy. Thứ hai, anh đi làm cũng an tâm. Mẹ anh chỉ hơn 50 tuổi, chẳng lẽ sống trong cảnh mù lòa cả đời. Anh liên hệ với bệnh viện, họ hẹn ngày thay giác mạc cho mẹ. Bà Sophia bảo, con à, tiền đâu con có để thay giác mạc cho mẹ chứ? Anh nhìn bà với tất cả tấm lòng xót xa của một người con hiếu thảo. Bạn bè cho con mượn đỡ, khi con đi làm sẽ trả góp cho chúng sau. Mỗi tháng trích ra một ít, mẹ an tâm đi. Con bây giờ là kỹ sư rồi, mai mốt có việc làm, không mấy chốc trả hết thôi mẹ à. Bà Sophia miễn cưỡng đi phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công. Bà ao ước được nhìn mặt con. Cả 3-4 năm nay bà không nhìn thấy con, chỉ nghe giọng nó nói. Trước đó mắt bà mờ cũng không nhìn con được rõ. Các cô y tá tận tình chăm sóc cho bà. Trên mắt bà bịt kính mảnh băng trắng. Ngày thứ ba Sophie mới vào. Bà hỏi, mấy ngày nay con đi đâu, không đến chăm sóc mẹ? Anh ngập ngừng. Dạ, mẹ mới mổ phải ở phòng cách ly, chỉ có y tá và bác sĩ chăm sóc thôi mẹ. Con chỉ được ở bên ngoài thôi. Bà dịu dàng nắm lấy tay Sophie. Mẹ cảm ơn con đã làm phẫu thuật cho mẹ. Mẹ mong ngày nhìn thấy mặt con, thấy bầu trời cao rộng. Mẹ ước ao nhìn thấy con thành đạt, cưới được cô vợ ngoan hiền. Mẹ mong có đứa cháu nội bồng ẩm cho đỡ quạnh hiu. Anh cầm tay mẹ. Mẹ cứ an tâm, con sẽ lấy vợ và sanh con cho mẹ nuôi. Sợ đến lúc đó mẹ nuôi không nổi mà thôi. Bà mẹ mỉm cười trong hạnh phúc. Bà nghĩ thầm, rồi sẽ có ngày ấy.
một tuần rồi hai tuần, sắp đến giờ tháo băng trên mắt của bà Sophia. Bà hồi hộp chờ đợi, mong đến lúc được nhìn thấy cuộc đời trở lại. Bác sĩ tháo băng, lau những vết bẩn quanh mắt bà. Nào, bây giờ bà hãy mở mắt từ từ, khẽ thôi, nào. Bà Sophia vừa mở mắt, một luồng ánh sáng chói chang đập thẳng vào mắt. Bà nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Bà chớp chớp mắt, rồi từ từ mở ra. Bà hết sức vui mừng, bà đã nhìn thấy rõ ràng, không bị mờ như trước đây. Bà rất hạnh phúc. Bà nhìn Sophie, anh mang cặp mắt kính màu đen. Bà trách yêu con. Trong nhà con mang kính mát làm gì? Sophie lúng túng. Dạ, kính cận đó mẹ. Bà Sophia mỉm cười. Kính cận gì mà màu đen? Mẹ không biết đó thôi. Bây giờ công nghệ mới, họ chế kính cận màu đen để khi ra đường không cần mang kính mát. Sophie đến dìu mẹ xuống giường và làm thủ tục xuất viện. Mẹ à, 3 ngày nữa con sẽ đi làm, công ty đã có giấy gọi. Bà mẹ vui mừng, cuối cùng bà đã thực hiện được ước mơ là nuôi con ăn học thành tài. Niềm vui nữa là mắt bà đã sáng lại, có thể tự chăm sóc cho mình. Đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Sáng sớm, Sophie chuẩn bị áo quần tươm tất cho ngày đi làm đầu tiên. Bà Sophia lấy tay chỉnh lại cổ áo và chiếc cà vạt cho anh. Anh khom xuống cột lại dây dài, bất chợt cặp kính cận rơi xuống đất. Bà Sophia vội nhặt đưa lên định đeo lại cho anh. Bà bàng hoàng khi nhìn thấy mắt bên trái của anh một màu trắng toát. Bà hiểu tất cả, ôm anh vào lòng khóc nức nở, nói trong giọng nghẹn ngào. Sao con dại thế? Tiếng chuông chùa nào bay trong gió thoảng, nước mùa thu trong vắt in trời, mùa lễ Vu Lan đã về. Sophie ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Anh rất hạnh phúc, và hạnh phúc lớn lao nhất là mùa Vu Lan này anh được cài lên ngực một bông hồng. Dĩ nhiên không phải màu trắng, bởi anh rất sợ màu trắng vì nó giống màu trong mắt trái của anh. Một buổi sáng nọ, thầy được quý thầy lớn bảo lên tháp cốt cúng an vị cho một hương linh gửi cốt vào chùa. Lên đến nơi, thầy thấy một bà cụ ngoài 70, gầy gò, gương mặt khắc khổ, bao nhiêu vết chân chim đã hằn lên cuộc đời của bà. Lẻo đẻo theo sau là 2 đứa nhỏ xíu, có lẽ là anh em. Mồ côi. Đứa bé gái khoảng 3 tuổi, thằng anh trai khoảng 5 tuổi, cả 2 đứa đều mặc đồ khăn tang trắng rộng thùng thình nhưng trông sạch sẽ, dễ thương. Được biết 2 đứa bé là con của một người đàn bà chưa quá 30 tuổi, hình được dán trên hũ đựng cốt. Bé gái quỳ phía trước, anh trai quỳ phía sau. Đôi mắt nó láo liên, hình như tất cả đều lạ lẫm với nó. Thầy dặn, cứ mỗi tiếng chuông là lại một cái nghe các con. Chúng quay qua gật đầu. Thầy tụng kinh dứt câu đánh cái beng thì đứa nhỏ lạy xuống, chổng mông lên, đầu chúi xuống đất nhìn anh nó phía sau kêu ý ới. Thầy nhắc nhở 2-3 lần nó mới chịu ngồi yên. Lâu lâu bé gái quay qua bên bà cụ. Ngoại ơi, mẹ con đâu rồi hả ngoại? Bà cụ trả lời cho qua chuyện. Ở trong hũ chứ ở đâu? Mẹ ở trong hũ làm gì ngoại? Thì ngủ chứ làm gì nữa. Cái hũ nhỏ xíu sao mẹ con vào được ngoại? Bà lão cũng bất ngờ trước câu hỏi của đứa cháu dại khờ. Bà phớt lờ đi, ra hiệu là coi chừng bị thầy la, trật tự nào. Khi tụng kinh xong, thầy đi lui trái cây trên bàn thờ Phật để trang hoàng lại. Thầy thấy 2 đứa bé cứ nhìn chằm chằm vào rổ trái cây thầy vừa hạ xuống. Định chúng nó do thiếu thốn nên thèm, tội nghiệp. Rồi thầy sợ chúng nó thấy thầy sơ hở, ăn cắp trái cây, vô tình mà gây tội với chùa chiền. Nên thầy lựa 2 trái lê bị úng một lỗ, đưa cho mỗi đứa 1 trái, và không quên dặn chúng rửa sạch trước khi ăn. Rồi thầy tiếp tục công việc, 2 đứa bé ra về lúc nào thầy cũng không hay biết. Đến khi thầy dọn dẹp trước bàn thờ vong, thấy lạ, chỗ hũ cốt nào cũng có 1 dĩa trái cây và bình hoa. Riêng có 1 hũ cốt,
chỉ đặt trên cái bọc xốp hai trái lê. Thầy đến lật lên, thấy mỗi trái úng một lỗ. Thầy nhìn kỹ lại, thấy sững sờ. Hũ cốt ấy là hũ cốt của mẹ hai đứa bé. Chắc không có tiền hay dội quá mà ngoại nó chẳng mua thứ gì vào cúng mẹ nó. Chỉ có một mâm cơm chay cúng dông của chùa, dĩa rau nhạt với vài miếng tàu hũ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã nhường hai trái lê thầy cho để cúng mẹ nó. Thầy cảm thấy hối hận vô cùng khi nghĩ sai về hai đứa bé, và đã cho nó hai trái lê héo và bị úng một lỗ, và nó đã khéo léo đặt lỗ thủng xuống phía dưới để người ta không nhìn thấy. Hồi nhỏ bằng hai cháu ấy, thầy chỉ biết lo cho bản thân và khóc nhè với mẹ thôi. Lớn lên cũng vậy, chưa bao giờ có đồ ăn ngon lại nhớ đến cha mẹ của mình. Thật xấu hổ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã dạy cho thầy bài học lớn. Hôm sau, thầy mang hai bịch kẹo sữa, định bụng là khi hai bé vào cúng mẹ, thầy sẽ bù đắp lại. Nhưng đợi mãi không thấy hai bé vào. Một hôm, bà cụ vào cúng con gái, thầy mới hỏi hai cháu đâu. Bà cụ có vẻ ngượng ngùng hồi lâu, rồi nói trong hai hàng nước mắt. Tội nghiệp, mấy năm trước cha nó bị tai nạn giao thông, rồi vừa qua mẹ nó bị ung thư mà chết. Để lại hai đứa còn quá nhỏ. Tôi già, một thân một mình bán vé số kiếm cơm qua ngày, làm sao nuôi nổi hai cháu. Bà ngừng lại và khóc. Mẹ nó gửi tôi nuôi, nhưng tội lắm thầy ơi. Tôi đành đưa hai cháu vào trại mồ côi rồi. Khổ thân hai cháu, không cha mẹ, không ai lo. Không biết tụi nó sống ra sao trong những ngày sắp tới. Bị đòn. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có gia đình nọ có người con trai. Anh này rất nghịch ngợm. Từ thuở nhỏ đã bị mẹ đánh thường xuyên thành thói quen. Đánh riết rồi anh ta lì đòn. Mỗi khi mẹ đánh không bao giờ anh khóc cả. Những ngày nào anh không bị mẹ đánh là anh lo lắng không biết mẹ có bị làm sao không mà không đánh đòn mình. Thời gian trôi nhanh, mẹ anh càng ngày càng già. Anh quyết ở dậy không lập gia đình để thủ hiếu với mẹ. Một hôm, mẹ anh không bằng lòng với anh điều gì đó. Bà bắt anh cúi xuống đánh một hơi. Mẹ đánh xong, anh ngồi dậy khóc nức nở. Lấy làm lạ, bà mẹ hỏi. Con bị oan ức hay đau lắm sao mà khóc? Bấy lâu nay có bao giờ mẹ đánh con khóc đâu? Thưa mẹ đánh con càng đau, con lại càng mừng, càng vui ạ. Anh trả lời. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi tiếp, vậy sao hôm nay con khóc? Thưa mẹ, vì hôm nay mẹ đánh con quá nhẹ, không đau chút nào. Do đó con biết mẹ đã già rồi, không đủ sức đánh con nữa, nên con buồn, con khóc. Từ đó về sau, bà mẹ không còn đạo hiếu. Dẫu ta đi trọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ, mẹ già khuất bóng ngàn thu, nhân trung hiếu đạo, nguyện tu đáp đền. Không phải người con có hiếu là cho tiền bạc cha mẹ xài thoải mái, cung cấp đầy đủ hàng tháng, bỏ cha mẹ cô quạnh tuổi già. Không phải cha mẹ mất đi, ta làm đám tang to lớn, làm thịt nhiều con vật để cha mẹ thắt thêm oan nghiệp. Không phải xây nhà mồ cho to lớn để tiến tâm lại đời, mà chính trong hiện tại đời sống này phải biết đỡ đần, tôn kính, thương yêu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu ốm đau, can ngăn cha mẹ làm những điều ác. Tạo điều kiện cho cha mẹ biết đến Phật Pháp và bố thí cúng dường tạo phước. Khi cha mẹ mất, biết làm những hạnh lành để hồi hướng phước báo cho cha mẹ. Đặc biệt, biết tu hành, hướng tâm vào dòng thánh để có cơ hội cứu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang bị trầm luân. Nhân quả thiện ác. Việc làm thiện là làm lợi ích cho người khác, cho họ được an vui. Ngược lại, làm đau khổ cho kẻ khác, khiến cho kẻ khác phiền não là việc ác. Theo nhân quả, chúng ta làm ác sẽ thọ quả báo đau khổ,
hành thiện sẽ thọ quả báo an vui. Đối với những người con như chúng ta, khi biết được công lao trời biển của cha mẹ như vậy mà vẫn tiếp tục làm đau khổ cho cha mẹ, tiếp tục con đường ác, đó là tội bất hiếu. Hậu quả sẽ thọ quả báo đau khổ, thất bại, và con cháu sau này sẽ xử tệ bạc với ta hơn cả việc ta đã đối xử tệ bạc với cha mẹ mình. Cha mẹ đã hết mực thương yêu, lo lắng, hy sinh cho ta cả đời mà không cần sự báo đáp hay đòi hỏi chúng ta phải trả công. Giống như Phật và Bồ Tát luôn thương yêu, lo lắng, chăm nom cho chúng sanh vậy. Trong Kinh Trung Bộ nói rằng, ba đời của chư Phật sinh ra không ngoài hai mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên đối với con mình thì cha mẹ mang tấm lòng của Phật và Bồ Tát. Vì lý do đó, Đức Phật mới nói cha mẹ là Phật tại gia, là cửa chùa cho con bước vào dòng thánh. Ai biết thương yêu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già với lòng tôn kính, thì người ấy sẽ tích được phước báo to lớn. Nếu chúng ta tôn kính, cúng dường chư Phật và trái lại không tôn kính hiếu thảo cha mẹ thì cũng không thể kính Phật trọn vẹn được. 4. Hạng người căn cơ thiển bạc là hạng người chỉ biết đến quyền lợi ích kỷ riêng tư của mình, mặc cho người khác đau khổ, miễn sao có lợi cho ta thì thôi. Hạng người này không biết thiện ác nhân quả, thường hay đổ lỗi và vu oan cho kẻ khác. Hạ căn hạ trí là người thấy cái lợi trước mắt mà không thấy lợi lâu dài, có làm lợi cho người khác nhưng rất ít, có biết đến nhân quả thiện ác nhưng vẫn chiều theo bản năng làm điều sái quấy, đôi khi đổ lỗi cho người rồi sau đó biết sợ mà ăn năn, nhưng lại phạm sai lầm khi có quyền lợi trước mắt. Trung căn trung trí là người biết lo xa một chút, sống hôm nay nghĩ đến họa phúc của ngày mai. Người này rất hiểu nhân quả thiện ác, không dám làm sai quấy, thường hay sám hối ăn năn lỗi lầm, phát tâm giúp đỡ người khác, biết thương yêu và chia sẻ với thế giới xung quanh. Người này hay gánh vác và nhận trách nhiệm về cho mình, biết chịu đựng hy sinh cho người khác. Thượng căn thượng trí người này có cái nhìn xa trông rộng, quan sát mọi góc độ, chẳng những biết sống tốt hôm nay mà có cả cái nhìn thấu suốt những kiếp về sau, nên người này biết phân định nặng nhẹ một cách bền vững và lâu dài. Có tâm rộng lớn thương yêu chúng sanh với lòng từ bi rộng lượng, luôn tha thứ khoan dung cho người khác, tâm không cố chấp hẹp hòi, không đổ lỗi cho ai cả. Thấy cái nào có lợi ích chung về lâu dài bền vững thì làm. Ba cách báo hiếu. Loại căn cơ thiển bạc không thể có hiếu với cha mẹ. Nếu nghiệp ác và oan trái nhiều sẽ sanh tâm bất hiếu, làm cho cha mẹ khổ đau. Người căn cơ thiển bạc có chút duyên lành với Phật Pháp hay gặp bậc minh sư, hướng tâm quy y Tam Bảo, sám hối tội xưa sẽ trở thành người hạ căn hạ trí. Chúng ta biết tấm lòng, công lao và nỗi nhọc nhằn của cha mẹ như thế, nếu là người có trí thì sẽ báo hiếu cha mẹ trong tình thương yêu và tôn kính. Hiếu kính. Người này cảm nhớ công ơn cha mẹ đã nặng nhọc 9 tháng cưu mang, 3 năm ẵm bồng, nên phát tâm đỡ đần lại cha mẹ, lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ, thuốc thang lúc đau ốm tuổi già, nhất nhất nghe lời cha mẹ dạy bảo, không dám trái ý, tôn kính và phụng thờ cha mẹ như Phật, Bồ Tát. Hiếu thuận là người có lòng hiếu kính, biết quy y Tam Bảo, bỏ ác làm lành, hồi hướng công đức, phước đức cho cha mẹ, biết can ngăn cha mẹ những việc làm sai chánh pháp, đặc biệt hướng cha mẹ quy y Tam Bảo trở về đời sống đạo đức. Đại hiếu là người con hiếu thuận, phát tâm vô thượng Bồ Đề, bản thân nỗ lực tu hành và phát tâm rộng độ chúng sanh. Người này có chí hướng xuất gia vượt ngoài tam giới, tự mình đắc đạo để trang nghiêm Phật Pháp
và độ cho cha mẹ nhiều đời, phát tâm vô thượng bồ đề, hướng đến quả giải thoát giác ngộ. Đức Phật, gương đại hiếu. Đức Phật Thích Ca khi rời bỏ hoàng cung, để lại cha già ngày đêm mong nhớ thương con, và bà mẹ xem ngài như là con ruột, đó là bà mẹ kế Mahabasa Ba Đề. Sau khi đắc quả chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Thích Ca trong một kỳ hạ, ngài đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp để độ mẹ của ngài là hoàng hậu Maya. Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho các dương tôn trong hoàng tộc xuất gia và các hoàng thân quốc thích quy y Tam Bảo. Đặc biệt, Phật độ vua Tịnh Phạn trước lúc băng hà ngộ được chân lý Phật Đà. Phật khuyên vua cha nên niệm Phật và đức vua đã nhập vào dòng thánh. Chính giai Đức Phật đã đỡ kim quang của vua cha đến nơi làm lễ trà tỳ. Ở thành Tỳ Xá Ly, Phật đã chấp nhận cho mẹ kế cũng là dì ruột cùng 500 thể nữ xuất gia và bà đã đắc quả A-la-hán. Mục Kiền Liên. Vị đệ tử đệ nhất thần thông của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên. Sau khi đắc quả A-la-hán được lục thông, ngài liền nhớ đến mẹ mình. Ngài dùng thiên nhãn tìm mẹ khắp sáu nẻo luân hồi, gặp mẹ ngài bị đọa đày nơi địa ngục rất khổ sở. Ngài đã dùng thần lực cứu mẹ nhưng không được, nên ngài hóa ra cơm cho mẹ ăn đỡ đói. Nhưng vì nghiệp ác nặng nề, cơm vừa đến miệng lại hóa thành lửa không thể dùng. Thương mẹ, ngài về bạch với Đức Phật cách cứu mẹ để trả hiếu. Nhân đó, Đức Phật thuyết kinh Du Lan Bồn dạy cách cứu khổ cho những người bị đọa lạc. Làm theo lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ sau 3 tháng chư tăng an cư kiết hạ, ngài tổ chức cúng dường trai tăng, dâng y cho các vị tỳ kheo hồi hướng phước báo cho mẹ. Nhờ oai thần của Phật và 10 phương chư hiền thánh tăng mà bà Thanh Đề đã tỏ ngộ. Ngay lúc ấy bà thoát khỏi địa ngục và sanh lên cõi trời, kết duyên lành với Tam Bảo. Vì vậy, ngài được thế gian tôn là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Quan Âm Diệu Thiện. Quan Âm Diệu Thiện là công chúa, nguyên ở nước Hùng Lâm thuộc Ấn Độ, là người con gái thứ ba của một vị vua. Trước khi sinh công chúa Diệu Thiện, thì nhà vua rất mong có hoàng tử, nên đã cầu xin rất nhiều, nhưng đứa con chào đời lại là một công nương. Điều này đã làm cho nhà vua sinh lòng oán hận. Khác hẳn hai người chị, nàng công chúa này lớn lên chỉ say mê kinh kệ và có lòng quy y Phật. Vì cự tuyệt việc lấy chồng nên cô bị giam hãm phía sau hoàng cung. Không thuyết phục được con mình hoàng tục, vua giả vờ cho phép con tu ở chùa Bạch Tước, rồi ngầm ra lệnh cho các sư sãi phải tìm cách thuyết phục cho công chúa hoàng tục, nếu không sẽ giết hết các sư sãi trong chùa. Nhưng mọi cách đều không lung lạc được ý chí quyết tâm của công chúa. Giận con, vua ra lệnh đốt chùa để giết cô công chúa, nhưng trời bỗng đổ mưa dập tắt lửa. Chưa hết giận, vua bèn hạ lệnh xử chém, thì trời bỗng giông tố, tạo ra sét đánh giằng búa của đào phủ. Vua tức giận ra lệnh xử giảo công chúa, nhưng ngay lúc đó xuất hiện một con cọp trắng xông ra cổng công chúa mang đến chùa Hương. Diệu Thiện tu hành ở đó và cảm hóa được muôn thú. Trong khi đó, vua trong triều đột nhiên bị chứng bệnh hủi không chữa được. Dần dần, hai bàn tay bị rơi rụng và mắt trở nên mù. Công chúa tu đã đắc đạo quả, một hôm trở về thăm phụ thân và đã hy sinh hai mắt cùng hai tay để cứu vua cha, độ cả gia đình hướng về Phật đạo và nhập Niết Bàn. 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 Chương 72. Chống đối im lặng. Thấm thoát mà đã đến ngày Phật nói pháp thoại tại Trúc Lâm. Kỳ nào quần chúng đi cũng thật đông, có mặt tại buổi pháp thoại cũng có quốc vương Tần Bà Sa La và có cả hoàng thái tử A Xà Thế nữa. Đại đức A Nan Đà để ý thì thấy các vị khất sĩ các nơi về đông lắm, đông gấp hai kỳ trước. Đại đức Đề Bà Đạt Đa cũng có mặt ở hàng đầu các vị khất sĩ.
Đại đức ngồi giữa hai vị Xá Lợi Phất và Ca Diếp. Cũng như lần trước, sau khi Phật thuyết pháp xong, Đại đức Đề Bà Đạt Đa đứng dậy, tiến lên, chắp tay lễ Phật và nói: Thế Tôn, người đã từng dạy các vị khất sĩ nên sống theo các nguyên tắc thiểu dục và tri túc, bỏ dần các ham muốn và sống thật đơn giản với những điều kiện vật chất tối thiểu. Con xin đề nghị một quy chế 5 điểm để thực hiện các nguyên tắc thiểu dục và tri túc đó. Điểm thứ nhất, các vị khất sĩ chỉ ở suốt đời trong rừng hoặc trong chốn vườn cây mà không được về ngủ ở ngoài thành phố hay trong thôn xóm. Điểm thứ hai, các vị khất sĩ chỉ đi khất thực suốt đời mà không được đáp lời mời của giới cư sĩ tới thọ trai ở nhà họ. Điểm thứ ba, các vị khất sĩ chỉ có quyền lượm vẽ rách và những mảnh vải dụng để mai lại thành y, chứ không được nhận y do giới cư sĩ cúng dường. Điểm thứ tư, các vị khất sĩ chỉ được ngủ dưới gốc cây mà không được ngủ trong phòng ốc. Điểm thứ năm, các vị khất sĩ chỉ được phép ăn chay, không được động tới thịt cá. Thế Tôn, nếu giáo đoàn khất sĩ theo đúng 5 điểm này thì chắc chắn các nguyên tắc thiểu dục và tri túc mới được thực hiện nghiêm chỉnh. Phật nói: Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận sự bắt buộc phải làm theo 5 điểm ấy. Vị khất sĩ nào muốn chỉ cư trú trong chốn Viên Lâm thì được phép chỉ cư trú trong chốn Viên Lâm. Nhưng những vị khác có thể ở tu viện, tịnh xá và tạm trú tại thành phố này hay thôn lạc khi cần thiết. Vị khất sĩ nào muốn chỉ khất thực mà không muốn đến nhà đàn diệt thọ trai thì được phép chỉ đi khất thực. Nhưng những vị khác có thể đáp lời mời của giới cư sĩ tới nhà thọ trai và thuyết pháp. Vị khất sĩ nào muốn chỉ lượm vẽ rách và giải dụng để may thành y thì được phép chỉ lượm vẽ rách và giải dụng để may thành y. Nhưng những vị khác có thể thọ nhận y của giới đàn diệt cúng dường, với điều kiện là không có quá 3 y. Vị khất sĩ nào chỉ muốn ngủ dưới gốc cây thì được phép chỉ ngủ dưới gốc cây. Nhưng những vị khác có thể ngủ trong tăng xá, tịnh xá và ngủ tạm tại nhà cửa ở thành phố hay thôn lạc khi cần thiết. Vị nào muốn chỉ ăn chay thì được phép chỉ ăn chay. Nhưng những vị khác có thể tạm thọ nhận thức cúng dường mà đàn diệt đã làm sẵn, trong đó có ngũ tịnh nhục, nghĩa là những vị đàn diệt này đã không vì các vị khất sĩ mà sát sinh. Đề Bà Đạt Đa, theo pháp chế hiện thời, các vị khất sĩ có đủ cơ hội để tiếp xúc và hướng dẫn người cư sĩ, nhất là những người mới có duyên tiếp xúc lần đầu với đạo giác ngộ. Đại đức Đề Bà Đạt Đa thưa: Như vậy là Thế Tôn không chấp nhận pháp chế 5 điểm. Không, Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận pháp chế của thầy đề nghị. Đề Bà Đạt Đa cúi chào Phật và trở về chỗ ngồi, miệng mỉm cười, không có vẻ gì thất vọng. Tối hôm ấy, Phật nghĩ lại tịnh xá ở tu viện Trúc Lâm. Người nói với Đại Đức A Nan Đà: A Nan Đà, Như Lai biết tâm trạng của Đề Bà Đạt Đa. Như Lai nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn khất sĩ. Một hôm, đi khất thực trong thành phố Dương Xá, Đại Đức A Nan Đà gặp Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Hai người dừng lại bên đường để nói chuyện. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa cho Đại Đức A Nan Đà biết là từ nay trở đi, Đại Đức sẽ tổ chức những lễ tụng giới, bố tát, tự tứ và an cư riêng trong giới các vị đệ tử và thân hữu khất sĩ của Đại Đức, không còn làm chung với giáo đoàn khất sĩ do Phật lãnh đạo như trước. Buồn bã, Đại Đức A Nan Đà về bạch lại với Phật. Lễ bố tát thường được thực hiện tại tu viện Trúc Lâm. Đại Đức A Nan Đà nhận thấy kỳ Bồ Tát này có hàng trăm vị khất sĩ vắng mặt. Số lượng các vị này ít nhất là 300. Chắc hẳn là họ đi dự lễ Bồ Tát trên tu viện tượng đầu do Đại Đức Đề Bà Đạt Đa tổ chức. Lễ Bồ Tát và tụng giới cử hành xong, một số các vị khất sĩ tìm tới tịnh xá gặp Phật, họ nói: Thế Tôn,
những người bên phía Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã đến với chúng con. Họ nói rằng chúng con nên theo về giáo đoàn do sư huynh Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo, bởi vì bên ấy pháp chế nghiêm chỉnh hơn pháp chế của Thế Tôn nhiều. Họ đưa ra pháp chế 5 điểm, pháp chế mà Thế Tôn không chấp nhận trong kỳ pháp thoại vừa rồi. Họ nói, tu hành như bên Trúc Lâm thì sướng quá, có khác gì người không tu đâu. Phật dạy pháp thiểu dục và tri túc, nhưng không chấp nhận pháp chế 5 điểm để thực hành cho đúng mức những phép ấy. Như vậy là mâu thuẫn. Thế Tôn, chúng con đã không nghe lời sư huynh Đề Bà Đạt Đa. Chúng con có đức tin nơi Phật, nơi trí tuệ và sự xét đoán của người. Nhưng có rất nhiều vị khất sĩ trẻ chưa có kinh nghiệm, nhất là những vị xuất thân từ Gia Chi do Đại Đức Đề Bà Đạt Đa thế độ. Những vị này thấy pháp chế 5 điểm khổ hạnh rất là hấp dẫn và đã đi theo về bên ấy. Chúng con xin tin để Thế Tôn biết. Phật dạy, xin các thầy đừng quá lo lắng về vụ này. Điều quan trọng nhất là tự mình phải tu học và sống đời sống phạm hạnh cho xứng đáng. Mấy hôm sau, y sĩ Kỳ Bà lên thăm Phật ở trên núi Linh Thú. Y sĩ cho Phật biết là trên 500 vị khất sĩ đã theo về phía Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã đưa tất cả về trung tâm tượng đầu ở đỉnh tượng đầu và lập đại bản doanh của giáo đoàn độc lập ở đấy. Y sĩ cũng cho Phật biết là một cuộc vận động khác cũng đang âm thầm diễn biến trong lĩnh vực chính trị, trong đó có Đại Đức Đề Bà Đạt Đa có dính líu quan trọng, và ông đề nghị với Phật nên chính thức tuyên bố khai trừ Đại Đức Đề Bà Đạt Đa ra khỏi giáo đoàn khất sĩ. Tin Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lập giáo đoàn riêng làm chấn động hết mọi giới. Đi đâu các vị khất sĩ cũng bị quần chúng chất vấn. Tất cả các thầy đều được Đại Đức Xá Lợi Phất dặn là chỉ nên trả lời như sau: án tài đức của Đề Bà Đạt Đa trước đám đông, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, ngày xưa tán thán tài đức của sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con đã nói sự thật. Vậy bây giờ nếu tố giác Đề Bà Đạt Đa, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, nếu bây giờ đi tố giác sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con cũng sẽ nói sự thật. Phật dạy, vậy thì có gì là vướng ngại đâu, vấn đề là nói ra sự thật mà thôi. Những ngày sau đó, trong dịp tiếp xúc với quần chúng, các vị khất sĩ báo tin cho thiên hạ biết là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã bị khai trừ ra khỏi giáo hội. Các vị khất sĩ cũng nói thêm, từ nay Phật và giáo đoàn không còn chịu trách nhiệm gì về hành động của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa nữa. Trong khi đó, hai Đại Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Họ không mở miệng để nói bất cứ một lời nào, dù được quần chúng hỏi. Thấy thái độ ấy, Đại Đức A Nan Đà hỏi, các sư huynh không nói gì hết, có lẽ các sư huynh đã có chủ ý. Sư huynh A Nan Đà, đúng như vậy. Chúng tôi có chủ ý, chúng tôi sẽ phụng sự Phật và giáo đoàn bằng những phương tiện khác. Trong giới quần chúng, có những người xì xào bàn tán, cho rằng các vị khất sĩ tố cáo giáo đoàn độc lập vì thù ghét và ganh tị. Nhưng cũng có nhiều người nghĩ rằng có những lý do sâu kín bên trong mà họ chưa thấy được. Những người này vẫn có đức tin vững chãi nơi Phật và giáo đoàn. Một buổi sáng, trong lúc trời còn mưa gió nặng nề, dân chúng ở thủ đô được tin là Hoàng thượng Tần Bà Sa La thoái vị và nhường ngôi cho con là Hoàng Thế tử A Xà Thế. Lễ đăng quang của Thái tử sẽ được tổ chức trong vòng 10 hôm vào ngày trăng tròn sắp tới. Tin này Phật không được nghe trực tiếp từ quốc vương Tần Bà Sa La mà đã nghe qua các vị khất sĩ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ vua Tần Bà Sa La lấy một quyết định quan trọng như thế mà không trực tiếp báo tin cho Phật biết. Mấy hôm sau, Kỳ Bà lên hầu Phật và xin phép được nói chuyện riêng với người. Phật mời ông đi thiền hành với Phật trên sườn núi. Hai thầy trò im lặng đi và thở. Đến cuối thiền lộ, Phật chỉ vào một phiến đá mời Kỳ Bà ngồi. Người cũng ngồi xuống một phiến đá khác. Kỳ Bà cho Phật biết là Hoàng Thái tử A Xà Thế đã ra lệnh nhốt vua Tần Bà Sa La trong cung cấm và không cho ai ra vào thăm hỏi,
trừ hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng thái tử cũng bắt giam hai vị đại thần thân tín nhất của vua, vì sợ những người này âm mưu cản trở việc lên ngôi của hoàng thái tử. Ban đầu thì thái tử chỉ cấm không cho hai người này vào thăm vua thôi, nhưng sau đó vì chưa an tâm nên thái tử bắt giữ luôn họ. Gia đình các vị này được thông báo là các vị được lưu lại ăn ngủ trong cung để luận bàn chính sự trong vòng 7 hôm. Sự thật thì họ đang bị nhốt trong cung cấm, mỗi người một phòng riêng. Y sĩ Kỳ Bà cho Phật biết là những chuyện trên hoàn toàn được giữ bí mật. Sở dĩ ông được biết là vì ông đã có cơ hội tới chữa trị cho hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng hậu đã thuật lại hết sự thật cho ông và nhờ ông lên núi bạch với Phật tất cả tự sự. Kỳ Bà kể cho Phật nghe chi tiết của tất cả những gì đã xảy ra. Một hôm, cách đây gần cả tháng, Ngự Lâm Quân thấy thái tử đột nhập vào cung vua trong đêm khuya. Thấy dáng dấp thái tử có vẻ khả nghi, Ngự Lâm Quân đã chặn thái tử lại để lục soát và tìm thấy một thanh gươm giấu trong áo của thái tử. Họ đưa thái tử vào gặp vua, trình lên vua thanh gươm và kể lại tự sự. Vua hỏi: "À xà thế, ban đêm cô mang gươm vào cung để làm gì?" "Tâu phụ vương, con muốn hành thích phụ vương." "Tại sao con lại muốn giết ta?" "Tâu phụ vương, con muốn làm vua." "Làm vua thì làm vua, tại sao con phải giết cha? Nếu con muốn làm vua, con chỉ cần nói lên một tiếng là ta thoái vị lập tức, và con có thể lên làm vua ngay." "Tâu phụ vương, con không biết như vậy, con đã lỡ lầm, con xin phụ vương tha tội cho con." "Ai đã xúi dục con làm chuyện này?" Thái tử A Xà Thế im lặng. Vua gặng hỏi một hồi thì thái tử tiết lộ là đại đức Đề Bà Đạt Đa. Vua cho gọi hai vị đại thần thân tín của vua vào cung. Ngay lúc nửa đêm, vua thuật hết cho họ nghe và hỏi ý kiến của họ. Một vị nói rằng tội ám sát vua là tội phải chịu xử trảm, và đề nghị đem chém đầu các tội phạm, trong đó có thái tử A Xà Thế, khất sĩ Đề Bà Đạt Đa và tất cả các vị khất sĩ. "Trẫm không muốn giết A Xà Thế, vì nó là con của trẫm. Trẫm cũng không muốn giết các vị khất sĩ, bởi vì các vị khất sĩ đã từng tuyên bố là họ không chịu trách nhiệm về hành động của Đề Bà Đạt Đa. Trẫm thấy trong vụ này, Phật là người sáng suốt nhất. Người đã tiên đoán được những gì sẽ xảy ra, cho nên người đã cho công bố không chịu trách nhiệm về Đề Bà Đạt Đa. Trẫm cũng không muốn giết Đề Bà Đạt Đa, vì dù sao Đề Bà Đạt Đa cũng là một vị khất sĩ nổi tiếng, và lại là em chú bác của Phật." Vị đại thần thứ hai lên tiếng: "Lòng từ bi của bệ hạ thật không ai có thể sánh bằng. Bệ hạ thật xứng đáng là học trò của Đức Thế Tôn. Vậy bệ hạ định thu xếp như thế nào?" Vua nói: "Ngày mai Trẫm sẽ hạ chiếu cho bạc dân thiên hạ biết là trẫm thoái vị, và nhường ngôi cho con trẫm là A Xà Thế. 10 hôm sau thái tử sẽ đăng quang. Vậy còn tội mưu sát, trẫm tha thứ cho con trẫm và cho khất sĩ Đề Bà Đạt Đa. Mong rằng hai người thấy được tấm lòng của trẫm mà học được chút gì từ đức độ của trẫm." Hai vị đại thần lạy xuống, thái tử A Xà Thế cũng lạy xuống. Vua dặn các quan giữ nội vụ thật bí mật và thi hành ngay những quyết định của vua bắt đầu từ giờ phút ấy. Ngay sau khi chiếu chỉ thoái vị của vua được ban hành, đại đức Đề Bà Đạt Đa đã về ngay kinh đô để hội kiến với thái tử. Thái tử có nói với hoàng hậu Di Đề Hy là đại đức Đề Bà Đạt Đa đã được thái tử mời về để bàn luận về lễ đăng quang của thái tử. Nhưng hoàng hậu cho biết chỉ 2 hôm sau cuộc đàm luận đó, thái tử đã lệnh cô lập vua trong cung cấm và bắt giữ luôn hai vị đại thần. Y sĩ Kỳ Bà nói: "Lạy Phật, con mong là sau lễ đăng quang, A Xà Thế sẽ trả tự do lại cho thượng hoàng và cho hai vị đại thần bị giam giữ." Trình xong